Chào thầy. Nay đi dạy cả buổi chiều về còn gặp mưa nữa, kẹt xe đúng không? Sài Gòn thì hơi bị kinh cái vụ đấy. Em chào thầy. Xin chào, xin chào. Ok, rồi mình thấy mấy anh em khá là siêng ha, rất là nhiều anh em có chia sẻ cái bài giải của bài tập về nhà. Nói chung là tinh thần làm việc thế thì quá tốt đúng không? Quá tốt. Thế thì bây giờ mình sẽ sửa bài ha. Thì anh em đợi chút xíu ha. Anh em có thể là trong quá trình mà chờ mình thì tại vì mình chưa có cái bài giảng đấy ở trên cái slide, cho nên bây giờ mình chờ mình phải chỉnh nó một chút xíu cho slide đã. Bình thường gặp những cái bài này thì mình sẽ dạy trực tiếp trên bảng nha. Nhưng mà chúng ta học online mà. Có thể chờ mình chút xíu ha để mình sắp xếp lại cái bài giảng đi, sắp xếp lại cái bài giải đi nha. Rồi trong lúc đấy thì anh em xem lại bài nha. Bởi vì mình thấy nhiều anh em tính toán là sai rồi, đúng không? Cho nên thử xem lại xem là mình sai chỗ nào, có cải thiện hay không. Cả nhiều công tác quá, xếp trên cái slide này nó chật quá, để mình thử tìm cách scale lại đã.
scale thật nhỏ mới được. Nói chung cái bài này hơi khó so với anh em ha, và số công tác cũng tương đối nhiều, nên là trình bày qua cái PowerPoint này mình cảm thấy là nó hơi bị khó chút, không đủ diện tích. Thôi để thu nhỏ hết cỡ cái nào. Alo thầy. Ơi.
Thế bài bài tập về nhà thầy giảng giải lại bọn em với. Thì mình đang cố gắng trình bày cái bài giải trên PowerPoint đây, vì Ôn đi. nó nhiều công tác quá cho nên là trình bày cái PowerPoint nó hơi bị thiếu ấy. Đợi chút Dạ đợi chút, dạ. chứ còn bình thường á, thì mình sẽ giải những cái bài như này trên bảng minh họa. Giờ bây giờ giải PowerPoint, bắt đầu trình bày lên đây nó thấy lằng nhằng này, nó dài quá, tức là hơi dài. Thì em thấy là cái bài của em cũng nó trên bài cũng nằm gọn trong cái màn hình của laptop đó thầy. À, nhưng mà mình đang vẽ trên PowerPoint thì mình Mình phải kia. thu nhỏ kia lại, À, dài. mình nó thu lại à, mà là Có máy có mấy cái vấn đề nó đường chéo nó chéo nhau thầy. OK sẽ giải quyết hết yên tâm. Là giờ ngồi mò cái này mệt đấy chứ, mất thời gian. Mà mình về muộn quá, mình cứ tính tưởng tưởng là về sớm để mình xử lý cái này, ai ngờ cuối cùng lại về quá muộn. Dạ hay là thầy lấy cái bài của em thầy show lên thử coi nó có rõ trên màn hình không, Cứ từ tại vì từ thầy ơi, em thầy quẹt cứ lên cứ AutoCAD đó chỉnh mà. lấy thầy đi. Chỉnh Đó, bây xong giờ rồi thế đó. này đây, bây giờ mình sẽ sau cái PowerPoint của mình, anh em đọc cho mình cái số mình điền cho nó nhanh nha. Ngồi như mà mò mãi mới được cái sơ đồ đó, gọi là nó tạm ổn chán đâu. Anh em đọc cho mình cái thời gian thực hiện nhé. Dạ C là 4 ngày ạ. A là 3 ngày. A là 3 ngày đúng không? C là mấy? D là 4. Đó. Ủa? C là 4 rồi. D. Dạ, D là 2 ngày. D là 2 ngày. B. B 2 ngày. B 2 ngày hả? Dạ, B 2 ngày luôn thầy. F. F 9 ngày. G. G 3 ngày. H H 6 ngày. 6 ngày, Y Đi 5 ngày. 5 ngày, L Lỡ 5 ngày rồi. L 5 ngày, M M 7 ngày ạ. 7 ngày, K Ta 6 ạ. N. 10 ạ. Bây giờ cái màn hình này nếu như mà mình không có phóng to lên thì anh em nhìn có được cái gì không? Dạ được rồi thầy. Được đúng không? Dạ. Mình sửa lại cho nó dễ đi ha. Được Dạ được rồi thầy, nhìn chưa? rõ Được rồi rồi. thầy. Rồi. Đầu tiên là mình nói về cái bước 1 đi. Bước 1 anh em biết là gì? Là chúng ta phải có được cái sơ đồ nó gọi là đơn giản nhất. Thế thì cái sơ đồ đơn giản nhất á, là cái sơ đồ mà nó không được cắt nhau, tức là không phải không được mà là không nên cắt nhau, anh em hiểu không? Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái việc cắt nhau này á là không thể tránh khỏi, ok không? Thế thì mình chỉ nói là gì, cái biểu đồ của chúng ta nên là cái biểu đồ đơn giản nhất, tức là mình sẽ hạn chế tối thiểu cái việc cắt nhau. Còn đương nhiên khi mà nó cắt nhau á, thì cũng gọi là bình thường thôi chứ cũng không có gì là lăn tăn hết nha. Thế thì ở đây này mình để ý thấy là gì, có một cái nó cắt này, để mình vẽ đây, có cái công tác mà giữa F với N đúng không, anh em nhìn lại này, F với N đâu đây, tức là thằng N đó thì nó sẽ có mối quan hệ với thằng F và thằng K. Thì trên này á, thằng N này với thằng K thì mình ok rồi, nhưng mà nó sẽ có cái mối quan hệ với thằng F nữa. Thế thì từ đây mình phải vẽ cái F qua đó, thì nó sẽ bị cắt đúng không? Vẽ sao cho nó đẹp bây giờ ta. Thực ra cái Dạ này ví dụ thầy thêm một cái có nữa thầy. cái gì Thầy thêm một cái có nữa. đúng rồi, nhưng mà ý đó là Em thấy là thầy bố trí cái M và N nằm ngang hàng với nhau, tại vì màn hình mình không đủ thôi chứ. Thầy bố trí cái M với N là tiếp làm nhau được luôn ạ. xíu đúng không? Dạ đúng rồi, cái M là cái thầy Nó kéo nằm nằm ở đây đằng trước trước đi. trước N luôn, là trước M. Ừ. Nhưng mà bây giờ cái chiều dài của nó chỉ có thế thôi thì mình Dạ thì không làm sao được với đâu nhé. thầy kéo lên như vậy cũng được. Thôi như vậy đi cho nó gọi là đỡ chút xíu đi. Rồi để mình đổi cái màu này nha, đổi cái màu này một chút xíu để cho chúng ta xem thế nào.
thầy giải thích chậm lại giúp em nha thầy. Cái tính toán hả? Dạ. Rồi ok, được thầy. Rồi, bình thường á, khi mà giao nhau thì anh em làm cái ký hiệu giống như là cái bên đường ống nước giao nhau, đường điện giao nhau á. Anh em hiểu ý mình không? Tức là khi giao nhau thì mình sẽ móc một cái hình bán nguyệt á. Vẽ vòng tròn đi ngang qua nó. Đúng rồi, đúng rồi, cái kiểu hình bán nguyệt á. Để cho mình nhìn thấy là khi mà cắt qua thì nó sẽ như thế nào. Thì tí nữa khi mà mình show slide thì mình sẽ chỉnh cái đấy. Nhưng còn bây giờ thì mình hiện tại mình đang đổi cái màu để cho anh em phân biệt. Cái mất công là trùng màu thì nó lại chung nhìn nó chồng nhau. Ok chưa? Rồi bây giờ cái sơ đồ này nói chung là cũng hòm hòm ha, chưa được quá quá gọi là chuẩn đẹp, nhưng mà coi như là cũng được đi, tại vì cái PowerPoint là nó chỉ thế này thôi. Rồi bây giờ sơ đồ này được chưa? Anh em kiểm tra lại lần nữa xem cái sơ đồ đã ok chưa. Ok rồi thì mình bắt đầu vô cái phần tính toán này. Rồi chắc được ha. Dạ ok được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái phần tính toán này. Rồi bước 2, bắt đầu từ bước 2 thì chúng ta sẽ điền cái nút bắt đầu trước, nút start trước, được chưa? Nút start thì nó sẽ không hết, đúng không? Không hết. Đó, ui, để vào nha. Thì bây giờ mình nói này, nói thật chậm nha. Từ cái nút start này mình tính cái nút A. Thì khi mình tính nút A đó thì không, mình đưa lên đây mình sẽ điền là không, được chưa? Rồi 0 cộng 3 thì được là 3. Ok chưa? Rồi tính thằng B này, không đưa xuống đây thì được là 0. 0 cộng 2 thì mình có là 2 đây. Ok chưa? Dạ ok rồi thầy. Rồi thằng bây thằng D đi. Thằng D thì anh em để ý này, cái mối quan hệ của nó là finish to finish, đúng không? Tức là bắt đầu từ cạnh kết của A đến cái cạnh kết của D, được chưa? Đó, thế thì bây giờ mình sẽ tính cái kết sớm của D dựa trên cái kết sớm của A. Thằng A nó đang kết thúc vào ngày thứ 3 thì về mặt nguyên tắc là mình sẽ chuyển ngày thứ 3 sang ngày kết của D, đây là 3, được chưa? Đó, tuy nhiên ở đây là gì? Mình có cộng 3, tức là nó bị lag 3 ngày. Có nghĩa là sau khi A kết thúc 3 ngày thì thằng D mới được phép kết thúc. Ok không? Vậy thì con số này sẽ là con số mấy? Sớm nhất là con số mấy? 6. Con số 6, được chưa? 3 cộng 3 là 6. Rồi sau đó mình lấy 6, mình trừ cho cái ngày thực hiện công việc D là 2 ngày thì mình sẽ có ngày khởi sớm của D là 4 ngày. Là 4 ngày. Được chưa? Được không? Dạ ok thầy. Rồi tương tự nha, tiếp tục. Tới thằng C đi, thằng C thì quá đơn giản, mối quan hệ chỉ với A thôi. Thì 3 đưa lên đây là 3. Rồi 3 cộng 4 là 7. Ok chưa? Yeah. Nói chung cái mối quan hệ mà finish to start, mối quan hệ mà truyền thống á, mối quan hệ kiểu như là chiếm phần lớn á, thì thường chúng ta hoàn toàn có thể tính nhanh. Đó, chẳng hạn như là thằng F đi, thằng F chỉ có mối quan hệ finish to start với thằng C thôi. Thì 7 đưa lên đây là 7. Ok không? 7 cộng 9 là 16. Ok, rồi cứ túc tắc thôi, nào dễ thì tính trước. Thằng G đúng không? Tới thằng G. Thằng G thì chỉ mới có thể bằng C thôi. Rồi, 7 đưa xuống đây là 7. 7 cộng 3 là 10. Ok chưa? Rồi, tiếp tục, mình tính thằng H. Thằng H, thằng H thì nó có mối quan hệ với 3 thằng. B đưa qua là con số 2. D đưa xuống là con số 6 và G đưa xuống là con số 10. Thế thì bữa trước chúng ta nói rồi, đi theo chiều thuận á thì chúng ta sẽ lấy con số lớn nhất là 10, rồi 10 cộng 6 là 16 nha. Rồi tiếp tục mình sẽ tính cái thằng Y luôn đi. Thằng Y thì nó chỉ có một mối quan hệ với thằng H thôi, thì 16 đưa qua là 16. Rồi 16 cộng 15 là từ thầy ơi, Y nó chậm hơn H kết thúc hai ngày. Anh trời, nhầm, mình không nhìn thấy thằng số 2 này, nhầm. Rồi ok, về nguyên tắc là đưa sang là 16 đúng không? Nhưng mà bởi vì thằng này nó là sao? Nó bị âm 2, tức là nó lít 2 ngày. Thì đây sẽ là gì? 14 nha. 14 với 15 là 19. Được chưa? Trời, con số 2 nó chìm vào đây, mình không nhìn ra luôn. Rồi ok,
À. Rồi tới đây anh em được hết chưa? Dạ được hết thầy. Rồi, thừa thắng tính thằng K đi. Thằng K thì 19 đưa qua là 19. Rồi 19 với 6 là 25. Ok. À. Rồi bây giờ mình sẽ móc ra mình tính thằng L. Thằng L thì nó mới có mối quan hệ với của cái thằng cộng 2 này là của thằng nào đi ta? Cộng 2 này là của F với N à? Hay là của L đây. Từ Y của L này. À rồi ok ok. Rồi ok. Rồi mối quan hệ thì giữa thằng L hạt này á, đó mối quan hệ. Mối quan hệ từ hạt của L chứ thầy. Hả? Mối quan hệ từ hạt của L mà. Của H qua L hay Y? H L L Y thầy, L Y. Y qua L thầy. Y Y qua L quên. Ây trời ơi, làm mình hết hồn. Trời ơi, ok. Tôi để qua đây bên này cho nó nhầm nha. Rồi. Thì mối quan hệ từ Y sang L này là mối quan hệ star to star, anh em để ý là từ cạnh khởi đến cạnh khởi đúng không? Thì con số 14 này nè là cái khởi sớm của Y, mình sẽ tính cái khởi sớm của L. Thì 14 đưa qua là 14, nhưng mà bởi vì ở đây nó có cộng 2 ngày là lát 2 ngày á, thì chỗ này nó sẽ là 16 nha. Rồi 16 mà cộng với 5 thì chúng ta sẽ có là 21. Ok nha. Được không? Tới đây em nào. Dạ được thầy. Rồi bây giờ tính thằng M này. M thì có mối quan hệ với ba công tác là F rồi là L rồi là K, finish to start hết. Thì mình tính này, thằng này đưa xuống là 16, thằng này đưa qua là 21, thằng này đưa lên là 25, với con số lớn nhất là 25. Ok không? Được chưa? Rồi 25 mình cộng với 7 thì ra là 32. Được chưa? Rồi thằng N thì có mối quan hệ với thằng F và thằng K. K thì 16 đưa xuống, 25 đưa lên thì đương nhiên là con số ok, con số 25. 25 cộng 10 thì là gì? 35. Ok không? Rồi hoàn thành cái nút kết thúc thôi. 32 35 thì đương nhiên là 35. Rồi 35 cộng 0 thì là 35. Rồi xong bước 2. Cho thầy cho mỗi cái chỗ D thầy, từ A qua D thầy. Từ A qua D hả? Dạ. Tính sao hả? Dạ đúng rồi, sao mà nó ra 4 quá thầy. A qua D là mối quan hệ finish to finish. Finish to finish nghĩa là sao? Nghĩa là A kết thúc thì D mới được phép kết thúc. Cho nên khi mà gặp cái mối quan hệ này á, mình phải lấy cái kết sớm của A là 3 nè để mình tính cái kết sớm của D. Ok không? Kết sớm của D. Thế thì A nó kết thúc vào ngày thứ 3. Còn D á thì nó kết thúc vào ngày bao nhiêu đây? Biết rằng sau khi A kết thúc 3 ngày thì D mới được phép kết thúc. Thì đương nhiên là A kết thúc vào ngày thứ 3 rồi cộng thêm 3 ngày thì mình sẽ có ngày kết sớm của D là 6 nè. Rồi mình có 6 nha, mình trừ cái 2 thì mình mới ra 4 là cái khởi sớm của D. Ok chưa? Gặp cái mối quan hệ này thì mình phải làm chậm lại và tính nó gọi là phân tích một chút xíu nha. Dạ rồi, mình ok ha. Rồi, bước 2, lượt đi là ok rồi đúng không? Lượt đi ok chưa? Dạ ok thầy. Ok hết đúng không? Rồi bây giờ okay mình rồi, thầy. Lượt về nha. Lượt về thì bắt đầu là mình sẽ hoàn thiện cái nút kết thúc đã, 35 35. Ok ha. Cái phần mà total flow thì mình tạm thời chưa tính đúng không? Cứ từ từ. Bây giờ đi ngược này. Đi ngược tính M đúng không? Thì 35. Nhớ là khi mình tính ngược thì mình nhìn về phía dưới nha. Phía dưới thì có số 35 này này, mình chuyển lên đây là 35. Lấy 35. Rồi sau đó mình trừ cho 7. Đúng không? Thì mình sẽ có là 28. Đồng ý không? Được chưa? Rồi N thì 35 chuyển xuống đây là 35. Rồi sau đó 35 trừ cho 10 thì ở đây mình có 25. Đó, xong rồi M nha. Ok. Dạ ok ạ. Rồi. Tiếp tục đi ngược nha, đi ngược. Rồi tính L này, L này. L thì khi mà mình đi ngược á, nó chỉ có mối quan hệ với gì? Với M thôi. Thì từ M này đưa qua đây thì mình sẽ có là 28. Rồi, 28 mà mình trừ đi 5 thì chỗ này nó sẽ còn là 23. Được chưa? Rồi tiếp tục với thằng K. Với thằng K thì nó có mối quan hệ với hai thằng khi đi lùi á. M đưa xuống là 28 này, N đưa xuống là 25 này. Thì chúng ta biết rồi, khi mà đi ngược á
chúng ta sẽ chọn con số là nhỏ hơn, đúng không? Thì đây là 25. 25 trừ 6 thì chúng ta có 19. Ok chưa? Rồi thừa thắng xong lên, tính thằng Y. Y qua đây thì là 19. 19 trừ 5 thì là 14. Ok. Được chưa? Rồi, bây giờ tính thằng H nha. Thằng H thì mối quan hệ là finite to star, cho nên là từ con số 14 này này, mình đưa qua đây là 14. Tuy nhiên ở đây thì nó có âm 2, tức là nó sớm 2 ngày. Tức là Y được phép bắt đầu sớm hơn khi mà H kết thúc 2 ngày. Vậy thì con số hợp lý đây sẽ là 16, đúng không? Bởi vì thằng này nó bắt đầu vào ngày 14 mà nó lại bắt đầu sớm hơn thằng này kết thúc 2 ngày, thì đây là 16, 14 cộng 2 là 16. Có 16 rồi thì là mình lấy 16 trừ 6 thì vẫn là 10. Ok chưa? Được không? Dạ được thầy. Ok thầy. Rồi, bây giờ tính G này, tính G thì chỉ có một mối quan hệ với H thôi. Thì 10 trên đây là 10. 10 trừ 3 thì có 7. Ok. Rồi tính F đi. F thì có mối quan hệ với hai thằng. Thằng này đưa qua đây thì là 28. Thằng M á đưa vòng vòng qua thì là 28. Còn thằng N đưa vòng vòng qua thì là 25. Thì mình sẽ lấy con số nhỏ hơn, 25. Có 25 rồi. Mình sẽ trừ cho 9. Thì mình sẽ được đây là 10. 16. Ok chưa? Đó. Rồi tiếp tục. Tính luôn thằng C đi. Thằng C thì 16 đưa qua đây là 16. Rồi thằng G đưa lên đây là 7. Thì đương nhiên con số này là con số 7. Rồi 7 trừ 4 thì mình được là 3. Ok. Bây giờ tính thằng B. Thằng B cũng đơn giản. 10 đưa qua đây thì là 10. Rồi 10 trừ 2 thì còn là 8. Rồi thằng D. Thằng D thì bây giờ chúng ta nhận định á, là thằng này nó chỉ có một mối quan hệ với là cái thằng H thôi. Cho nên cũng rất là đơn giản. Thì bây giờ H mình đưa qua này 10 này. Mình đưa qua đây là 10. 10 trừ 2 thì vẫn là 8. Ok không? Và cuối cùng chỉ còn thằng A thôi. Thì thằng A bây giờ mình để ý này, có hai mối quan hệ. Một mối quan hệ là với thằng C và một mối quan hệ với thằng D. Thì nếu như mình làm bài bản á, thì mình sẽ tính riêng cho từng mối quan hệ. Rồi sau đấy là mình sẽ so sánh và chọn cái kết quả nó phù hợp. Được chưa? Thì bây giờ mình tính bằng cách là gì? Với thằng C trước đây. Với thằng C thì mình sẽ đưa là gì? C đưa xuống đây là 3. Được không? Rồi 3 trừ cho 3 là 0. Thì đó là một cái đáp án. Đáp án thứ hai á, là mình bắt đầu tính từ thằng D. Thì khi mình tính từ thằng D á, mối quan hệ này là finite to finite, cho nên mình phải tính từ cái kết muộn của D là 10. Thì khi mình có kết muộn của D là 10, mình lại biết là cái thằng này nó bị trễ 3 ngày. Được chưa? Vậy thì kết muộn của A nó phải là mấy? Là 10 trừ 3 là 7. Rồi mình lấy 7, mình trừ cho 3 là 4. Tức là ở đây sau khi mình tính mình có hai phương án. Một là 0 với 3, 2 là 4 với 7. Thì đương nhiên anh em biết rồi, khi mà đi ngược á, thì mình phải lựa chọn cái phương án nhỏ hơn. Tức là đây là 3 và đây là 0. Ok chưa? Lại một lần đi thầy, em vẫn chưa hiểu lắm thầy. Ừ, tại vì cái này mình không có vẽ vời gì được, cho nên là cũng hơi khó hiểu, mấy mồm hơi khó hiểu. Rồi, sau này thi có thi cái đây không thầy? Hả? Sau đi thi có thi cái đây không ạ? Thi thì thi cái này, nhưng mà mình sẽ cho cái dạng nó đơn giản hơn, hiểu không? Thi thì chắc chắn là phải là về tiến độ rồi đó. Nhưng mà mình sẽ... là em không có hiểu cái gì luôn á. Cái gì không hiểu cái gì luôn hả? Từ từ rồi hiểu mấy anh. Không, tại vì lịch em là thứ hai không có học. Ôi trời ơi, không học thì đúng là đích rồi còn gì nữa. Thì bây giờ em học theo lịch mà. Cho nên là em đâu có biết đâu. Ủa nhưng mà là tuần trước em không học rồi đúng không? Chứ chắc thì nhóm nói vậy còn gì nữa. Có phải tức là cái dụng của tuần trước á, là mình với là nhóm là thống nhất là gì, có hai phương án. Một á, là mỗi lớp học riêng và cứ mình sẽ dạy một bài lặp lại đúng không, vào thứ hai và thứ tư. Thì nếu như ông nào mà bận quá thì có thể là chọn cái địa điểm mà học. Nhưng mà cái phương án thứ hai mà được anh em chọn là cũng như là mình thống nhất á, tức là mình vẫn học như giống như là một lớp và mình sẽ cố gắng là gì, dạy nó chậm lại. Tại vì khi mà nhập lại thì mình sẽ có nhiều số tiết hơn, nhiều số tiết hơn thì có nghĩa là mình sẽ nói được kỹ hơn, dạy chậm hơn, rồi thậm chí là có thể là có bài tập để mà
ôn thi kiểu kiểu vậy, chứ còn nếu không là không không thể nào làm mấy trò đó được. Và mình thống nhất là mình thống nhất từ tuần trước luôn rồi chứ không phải là vào thứ hai. Đây là hôm tuần trước ông này không học rồi đúng không? Rồi ngoài ra anh em cũng chat chít tùm lum tùm la trên cái group mà. Chị thấy lịch trong học lịch theo đang có thôi, có thì em học thôi chứ sao giờ. Còn không có thì em không có học. Nhưng mà tuần trước không học à? Tuần trước không có lịch thầy. Sao tuần trước không có lịch nhỉ? Ý là cái vào cái bài này, cái bài này là em không có được học cho nên bây giờ là em mất căn bản cái bài này. Nói chung á, là ông này là ông nghĩ đúng vào cái ngày mà chúng ta quyết định, đúng không? Tại vì mình nhớ là gì? Là hôm đấy mình trao đổi với cái cô gì mà bên phòng luật vừa làm á, với là thầy Nguyên á. Thì sau khi mà quyết định tách lớp á, là ngay cái buổi tối hôm đấy có lịch dạy. Thì chắc chắn là cái buổi tối hôm đấy là chưa kịp tách mà, đúng không? Dạ, chắc vậy quá. Thì đó, thì ngay cái buổi tối hôm đấy là mình đã thống nhất với anh em là để xem sử dụng cái phương án nào. Thì anh em đã lựa chọn cái phương án là học gọi là như cũ, nhưng chỉ có điều là học nó chậm hơn rồi là dạy nó kỹ hơn. Bây giờ sao nhỉ? Bây giờ con có bao nhiêu ông? Mình nghe coi, bao nhiêu ông? Dạ. Đâu, bao nhiêu ông? Tổng cộng bao nhiêu ông? Hay là chỉ có một người như này? Sao thầy? Bây giờ tổng cộng là có mấy ông mất căn bản cái phần này, tức là cái thần thứ hai, cái buổi thứ hai ông đi học á. Em là một rồi, em không biết người khác. Phải học online mỗi người mỗi chỗ mà. Thì mình biết, nhưng mà ý mình nói là bây giờ là bao nhiêu là nếu mà đông quá thì mình sẽ dạy lại. Không hợp lý nữa này thầy nè. Là chia ra hai lớp hay một lớp em không biết, nhưng mà trong lớp của mình á là có người thì có lịch học thứ hai, có người thì có lịch học thứ tư, mà có lịch học thứ tư thì không có lịch học thứ hai. Đấy, cho nên là thứ hai thầy dạy em không biết. Ông vào trong group đó ông xin đinh mà ông lên chứ bây giờ thống nhất hết rồi ông vô ông sò sào vậy sao học tiếp được. Nhưng bây giờ là em chỉ biết là em học theo lịch thôi chứ bây giờ em không hiểu thì em nó không hiểu chứ sao. Bây giờ anh nói vậy anh cũng như em thôi. À alo, bạn tí nữa bạn alo cho mình gửi video thầy giảng cho. Thật sự là như vậy, tại vì bây giờ không hiểu thì nói không hiểu thôi chứ bây giờ trách em sao em biết. Tí nữa bạn lại học xong bạn gửi Zalo qua mình gửi bài giảng của thầy cho, mình có quay video. Cái này cha này là mình mất hứng thật đấy chứ. Thì em cũng không hiểu luôn, tại vì ít nhất anh phải theo dõi trên YouTube, trên Zalo người ta chat như thế nào chứ anh mới nói không hiểu. Còn đi 70 mấy người người ta hiểu, mình anh không hiểu. Tại vì cái việc này là mình đã thống nhất với nhau rồi, là cũng đã thông báo trên Zalo rồi, làm đủ trò hết rồi, đúng không? Chứ đâu phải là khơi khơi để bắt đầu mới làm cái trò này đâu. Tự nhiên bây giờ một mình ông này trọt vô, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ nếu như ông này mà nói về lý thì ông cũng chả sai, đúng không? Chẳng hạn như ông bảo là cái hôm mà thầy tách lớp thì em như bạn việc em nghỉ, nhưng mà em nghỉ đúng cái buổi đó thôi, đúng không? Em không biết trên Zalo thông báo là có tách lớp như thế nào luôn. Sau khi em thắc mắc thì em mới được biết, em mới được bên cô Nga nói em mới được biết. Tại em cũng đi làm, cũng lưu vô công việc mà. Ủa chứ bây giờ mình hỏi ông là mấy cái bữa trước ông có học không? Có. Mấy bữa ông nói coi em học được mấy bữa? Em học bữa đầu tiên nè, bữa thứ hai nè. Nói chung là em học được 2-3 bữa đầu tiên á, cho đến khi mà tách lớp thì em không có thông tin là em mới bị thắc mắc, em mới hỏi, em mới biết á. Chắc là anh này nghỉ đúng cái buổi thầy ấy, bởi vì trước khi tách lớp á, là tối hôm đó thầy có thống nhất với mấy em mình là có chốt học như cũ hay là mới theo lịch ấy. Còn nhà trường thầy có nói là trên lịch ấy, nhà trường sẽ sắp xếp cái lịch có người vào chủ nhật nhưng mà không học, mà chúng ta vẫn chốt vào ngày thứ hai và thứ tư. Chắc anh nghĩ đúng bữa đó nên anh cứ theo trang cốt nên nó bị sai anh. Cho nên lịch của em hiện nay là chỉ có thứ tư thôi, không có thứ hai luôn. Cho nên là thứ hai thầy dạy thì em cũng không biết luôn. Thôi toan, đúng không? Nói chung ông là toan rồi đó. Cái này bạn cũng nên theo dõi trên cái group á. Tại vì lịch của mình cũng chỉ có thứ hai thôi, nhưng mà mình cũng theo dõi rất nên vẫn học đều đều các bạn. Cái này là chịu khó xem chút. Còn nó lỡ qua rồi thì để cái anh nào để nói anh gửi lại video cho bạn xem lại thôi, chứ giờ
bảy mấy người theo mình bạn cũng hơi khó. Hơi quê và hơi mất hứng. Không hiểu, không hiểu thì từ từ hiểu thầy ơi. Em theo biết em đã hiểu hết đâu thì phải đọc thì mới hiểu tiếp được chứ. Em nói chung là cái bài này á, thì cũng nói thật là hơi hơi quá sức với anh em. Yên tâm là bài thi á, nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên khi mà mình giải cái này này thì mình cũng cố gắng là cho những cái bài nó phức tạp một chút xíu, để khi anh em mà làm quen được những cái bài phức tạp này rồi á, thì đến khi mà mình thi đúng không, hoặc là trước khi thi mình sẽ có những cái, bởi vì anh em mình có nhiều tiết hơn mà, thì trước khi thi mình sẽ có những cái bài tập mà kiểu như là nó, bây giờ nói là nó là đề thi thì không phải, nhưng mà ý đó là mình sẽ cho một cái mức độ mà nó đơn giản giống giống như bài thi để thử sức anh em, ok không? Cho nên là yên tâm. Và mình thấy cái kèo mà hai lớp mà vẫn học chung như lịch cũ á, mình thấy cũng hợp lý. Lý do vì sao mình nói hợp lý? Hợp lý cái chỗ là khi mà mình học online thì thực tế là lúc mình dạy á, cái số lượng nó không ảnh hưởng. Nó chỉ ảnh hưởng lúc mà chúng ta bắt đầu là thi rồi là quản lý bài thi rồi chấm thi. Ok không? Đó, thì cái đó mới là cái bị ảnh hưởng. Thì khi mà mình nhập lại mà mình học như cũ á, thì mình sẽ được ăn gian thêm tiết. Tức là thay vì là cái môn này mình học 8 buổi đúng không? Thì mình có thể học lên tới là 12 buổi, kiểu kiểu vậy. Ok không? Thế thì với 12 buổi đó thì mình sẽ làm được nhiều trò. Thứ nhất là những cái bài tập này mình chạy rất là chậm. Anh em muốn hỏi gì thì hỏi thoải mái, bởi vì mình có nhiều thời gian. Thứ hai là trước khi thi đúng không? Là chúng ta sẽ có những cái buổi ôn tập để chúng ta khi mà thi á thì nó đạt kết quả tốt nhất, tại vì mình cũng biết anh em là đi làm. Đúng không? Rồi là lên đây học là cũng gọi là hy sinh nhiều thứ, đúng không? Thời gian này nọ thì mình cũng muốn anh em thi xong á kết quả thế nào thì không biết, nhưng mà best là phải đậu rồi hả, đúng không? Còn điểm cao hay thấp thì nó là tính sau đó. Thì mình cũng có cái ý gọi là như vậy đó. Thì bây giờ ông nào hay mình như có một ông này thôi bị lỡ rồi, thì thứ nhất á là xem lại cái video nếu như có ông nào mà ông lưu, đúng không? Rồi thứ hai á thì trong quá trình mình dạy rồi là mình sẽ có cái bữa là review lại, đúng không? Thì riêng cái phần này mình sẽ nói lại từ đầu, ok chưa? Tới lúc ôn tập á mình sẽ nói lại từ đầu cái phần này. Thì lúc đấy ông coi như là ông xem video kia xong, đúng không? Tự mày mò xong rồi hôm đấy mình nói lại từ đầu, ông muốn hỏi gì thì ông hỏi, ok chưa? Được chưa? Dạ ok thầy. Ok thầy. Chạy nha. Cái công nhận là hơi quê, mất hứng nói không được luôn đây này, á khẩu luôn. Mà ông nào quay video thì quay lúc mà mình dạy nha, còn những lúc mà mình đang than trời than đất thì quay trúng nó hơi kỳ đó. Cắt cắt đi thầy. Nhớ cắt nha, cắt gì thì toàn gì đâu mà thật nói lung tung hết, chán đời. Ok, tiếp tục. Em quay để học chứ em có quay để làm gì đâu thầy. Đi rồi, mục đích ban đầu là để học, đúng không? Rồi sau đó để làm gì thì ai biết. Em hỏi với thầy, nếu mà mình đi xuôi là mình lấy số lớn nhất, còn mình đi ngược là mình lấy số nhỏ nhất thôi. Ủa, cái gì anh nghe Zalo giúp An ơi. Thôi bây giờ mình tiếp tục nha. Rồi, sau khi mà tính được thằng A đúng không? Thì coi như là chúng ta đã hoàn thành và chúng ta sẽ hoàn thiện cái nút bắt đầu bằng cách là bỏ số 0 rồi thôi. Cái nút bắt đầu thường là không hết. Ok không? Và nói nôm na là bây giờ chúng ta đã gần như kết thúc cái bước số 3, đó là tính cái kết muộn và cái khởi muộn. Được chưa? Rồi, bây giờ trong quá trình tính toán kết muộn khởi muộn, có ông nào có câu hỏi nào không? Tất nhiên là trừ những cái ông mà không có tí căn bản nào thì hơi bị khó. Đúng không? Bây giờ có cái nào cần giải thích không? Được ha? Dạ được thầy. Rồi xong rồi thì mình sẽ đi tính cái thời gian dự trữ toàn phần cho từng công tác bằng cách là lấy cái muộn trừ cái sớm. Ok không? Có thể lấy khởi muộn trừ khởi sớm hoặc là kết muộn trừ kết sớm, kết quả đều như nhau. Rồi bắt đầu. Thằng này á, bắt đầu nút start thì không hết, được chưa? Nút A thì là 3 trừ 3 là 0. Nút C này thì 7 trừ 7 là 0. Nút D này thì 10 trừ 6 là 4. Nút B này thì là 10 trừ 2 là 8.
Nút F này thì mình lấy là 25 trừ cho 16 thì mình sẽ được là 9 đúng không? 9. Rồi, 10 trừ 10 thì G nó là 0. Rồi 16 trừ cho 16 thì là 0. 19 trừ 19 thì là 0. Rồi 25 trừ 25 thì là 0. 28 trừ cho 21 thì là 7. Rồi 35 trừ cho 32 thì là 3. 35 trừ cho 35 thì là 0. Còn nút kết thúc thì đương nhiên là 0 rồi. Ok chưa? Và chúng ta kết luận là gì? Cái đường găng của cái dự án này là A, C, G, H, I, K và N. Đó, thì đó là cái đường găng. Ok ha. Rồi, xong bài này. Thưa thầy, em có cái ý này để cho nó dễ nhớ bài được không thầy? Ok. Thì ví dụ giống như cái công tác, mình lấy ví dụ một công tác nào đó đi ha, để cho về tính cái khởi nguồn và kết nguồn và khởi nguồn và khởi sớm. Là ví dụ công tác C chẳng hạn, thì mình đặt cái tên cho ô, ví dụ ô C mà có 3, 4, 7 đây này, thì là C1, C2, C3. Rồi hàng dưới thì C4, C5, C6 gì đó. Thì cái này mình cũng tính theo một quy luật là C3 thì nó bằng C1 cộng C2 đó, bằng ngày bắt đầu đến cái ngày làm việc đó. Rồi còn cái C4 á, thì nó bằng C6 trừ đi C2 như vậy. Hoặc là C5 thì bằng C6 trừ đi C3. Dạ thì mình nếu như mà mình lập một cái công thức như thế thì mình sẽ dễ nhớ và tính nó dễ hơn. Thì theo em nghĩ như vậy có được không thầy? Tương tự như vậy, OL, OF, tất cả mọi O đều cũng như thế. Nghe thì cũng là được đấy, nhưng mà nếu như mà mình lắp kiểu vậy đúng không? Thì thứ nhất á là cũng chưa chắc là nó nhanh hơn, tại vì nếu như anh em mà gọi là cũng chả cần phải làm quen đâu, sau một hai bài á thì có thể là tính nhẩm gần như là gần hết được chưa. Với thứ hai á là mình muốn khi mà chúng ta tính á là chúng ta không hiểu một cách máy móc mà chúng ta hiểu đúng và có thể phân tích được là tại sao chúng ta tính con số đấy, là nó dựa vào cái mối quan hệ như thế nào. Ok chưa? Yeah. Thì mong mình muốn anh em là hiểu được cái quy luật và nói chung là không có phải là máy móc đó. Chứ cũng không cần phải là điền C1, C2, C3 đâu. Đôi khi là điền nhiều quá nó lại loạn lên đấy. Nó lại loạn lên, tại vì khi mà mình nói chuyện mình luôn luôn dùng cái từ là khởi sớm, khởi muộn, kết muộn. Thì khi mình nói khởi sớm là anh em phải biết mình đã nói cái thằng nào rồi. Ví dụ như là cái thằng công tác là nó khác chút đi, công tác L. Khi mà mình nói khởi sớm á, là anh em phải hiểu là mình đang nói con số 16, được chưa? Khi mình nói kết sớm là phải hiểu ngay là cái 21, được chưa? Rồi là mình nói khởi muộn là 23, còn kết muộn là 28. Đó thì khi mà mình quen rồi á, thì cái cách mà mình hiểu nó mới logic hơn. Và đặc biệt là sau này mà chúng ta sử dụng cái phần mềm Microsoft Project đúng không? Thì chúng ta nhìn vào đấy chúng ta cũng có được cái mừng tượng là khởi sớm, khởi muộn, kết muộn. Cái nếu như bây giờ mình mà đặt lại L1, L2, L3, L4, L5, L6 thì nó khô khan quá. Và sau này mình cũng chả có hiểu nó ý nghĩa đó là cái gì. Ok không? Ok, cảm ơn thầy. Thầy cái phần mềm Microsoft đó mình có chuyển sang cái sơ đồ này được không thầy? Được chứ, được. Dạ. Yeah. Thằng Microsoft Project là nó cũng lấy cái nguyên tắc từ cái phương pháp này mà. Thầy cho nên là cái kiểu thầy chỉ cái đó luôn, thầy mở Microsoft. Cái nào, cái Microsoft Project hả? Dạ dạ. Ôi ông ơi, tới buổi Microsoft Project thì nói có gì đâu, thì nó có cái nút găng chạc ấy, cái nút mà get network diagram đấy, click vào nó chuyển qua chứ có gì đâu. Tức là thằng Microsoft Project ấy, là nó khi nào nó cũng chạy song song cả hai cái sơ đồ đấy, nó chẳng qua là cái mình hiển thị cái nào thôi. Thì bình thường là mình hiển thị cái găng chạc thì nó ra cái sơ đồ găng. Chứ bây giờ mình chọn cái hiển thị là cái network diagram thì nó ra cái network thôi, có gì đâu. Nó giống như là một cái khung nhìn khác thôi à, chứ chả có gì cả. Nó mình đâu phải là dùng cái tính toán gì thêm đâu, nó tính sẵn rồi mà. Cái đó lúc cửa trong mà dạy bọn em là không có chỉ, thầy ơi không biết thì cái không, đó luôn á.
thì có thể là cái đấy, thực ra cái đấy nó cũng chả phải là cái gì nó ghê gớm lắm. Bởi vì anh em phải hiểu là khi mà một cái dự án mà nó quá lớn á, thì sâu cái đấy thì anh em đôi khi lại loạn. Thì có thể là cô Trang lại sợ anh em coi như là khó hiểu, thì cô Trang không có bày thôi chứ có gì đâu, một cái không nhìn khác mà có gì đâu. Ok ha, thì tới cái buổi mà cái tài liệu Microsoft Project á, mình có gửi vô trong group của cái nhóm mình luôn đúng không? Đó thì hình như trong đấy cũng có đó, anh em thử mở ra xem nha. Dạ dạ dạ. Ok ha. Rồi bài này xong chưa? Bài này em chưa? Em nhưng mà thôi thầy. Ok ok rồi thầy. Thầy quay lại cho em cái đề cho em chụp cái này. Đề đúng không? Hay bây giờ mình ngồi buồn buồn mình ôn lại cái kiến thức này đi. Đúng không? Để cho cái ông mà mà ông mà chưa từng nghe á, ông thử nghe lại một lượt coi, chứ ông tự nhiên ông nói lên tiếng là mình khó chịu vô cùng. Đúng không? Kiểu như là mình như là thầy trò mình như là ăn mạnh đúng không? Để ông bỏ rơi mình cảm giác thấy tội lỗi, đúng không? Ở cho nên thôi. Bây giờ mình đằng nào cũng có dư thời gian là mình sẽ nói lại cái phần lý thuyết này một chút xíu nữa ha. Ok không? Để cho nó anh em chắc thêm, anh em có hỏi gì thì hỏi. Được không? Dạ ok thầy. Ok, cái phần tiến độ thì nói nhanh mà có gì đâu. Lại theo như là cái nguyên tắc không ai bị bỏ rơi lại phía sau đúng không? Rất là nhân văn đó. Ông này ông còn không học nổi thì mình cũng chịu ông luôn rồi. Thôi ông nào mà bỏ lỡ thì ông ráng mà nghe nha. Mình sẽ nói ở cái nút trước. Cái nút trước. Thế thì bây giờ mình quy ước với nhau á, là cái nút của sơ đồ mạng nó sẽ bao gồm những cái thông tin gì. Thì ở đây là một cái design tương đối là chuẩn. Và chúng ta thống nhất với nhau là chúng ta xài cái design này nha. Không có xài cái design nào khác hơn. Thế thì một cái nút nó sẽ bao gồm các thông tin như sau. Ở giữa thì là tên công tác. Nãy giờ anh em làm anh em thấy rồi, công tác của mình á, mình ký hiệu là ABCD. Ok không? ABCD thôi. Đó, còn nếu như mà trong Microsoft Project hoặc là trong mấy phần mềm khác á, khi cái tên công tác nó dài, ví dụ như là lắp đặt cốt thép này nọ á, thì đương nhiên nó sẽ dùng cái cốt của cái công tác đấy, được chưa? Đó, chứ nó không có xài một cái tên hoàn thiện, cái tên nó quá dài. Rồi, đó là cái tên. Cái thông số thứ hai á, là cái thông số ở phía trên này, phía dưới mình chia là làm 3 đúng không? Chia làm 3 ô. Cái thằng phía trên mà ở giữa đó thì nó là duration, tức là thời gian cần thiết để mà thực hiện cái công tác đấy. Thời gian cần thiết để thực hiện công tác đấy nha. Rồi ở phía trên này á thì chúng ta sẽ có hai cái thông số mà chúng ta cần tính. Thằng bên phía tay trái là ES, tức là ký hiệu của early start. Early start có nghĩa là khởi sớm. Khởi sớm. Được chưa? Khởi sớm là sao? Khởi sớm tức là cái thời gian sớm nhất mà cái công tác này có thể bắt đầu thì gọi là khởi sớm. Rồi cái thằng EF này ấy, là early finish, tức là kết sớm. Kết sớm tức là sao? Là cái thời gian sớm nhất mà công tác này có thể kết thúc. Thế thì cái mối quan hệ giữa thằng EF và thằng EF thì anh em biết rồi, đó là lấy gì? EF đó, tức là cái thời gian kết thúc á, kết ra sớm á, nó sẽ bằng là gì? ES mà cộng cho D. Ok, nãy giờ chúng ta là cộng trừ nãy giờ đó nha. Đó là mối quan hệ giữa ba thằng phía trên, được chưa? Đó. Rồi phía dưới thì chúng ta tính, khi mà chúng ta đi ngược á thì chúng ta sẽ tính cái late finish và tính cái late start. Bởi vì khi đi ngược cho nên chúng ta thường là chúng ta tính cái late finish trước. Cái late finish này là cái gì? Nó là kết muộn. Kết muộn. Kết muộn là gì? Là cái thời gian muộn nhất mà công tác này phải hoàn thành. Được chưa? Thế thì đi kèm với kết muộn thì mình sẽ có khởi muộn. Khởi muộn là gì? Khởi muộn là cái thời gian muộn nhất mà công tác này có thể bắt đầu. Ok ha. Và bởi vì chúng ta tính cái LF trước cho nên sau này khi mà chúng ta tính á, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ tính cái LS thông qua LF, thì chúng ta sẽ có cái LS này, được chưa? Nó sẽ bằng cái LF và trừ cho cái D.
được chưa? Thực ra là chuyện vé đổi dấu chứ chả có gì cả, ok không? Nói nôm na là gì, kết thúc á thì nó sẽ bằng khởi, đúng không, mà cộng với cái thời gian thực hiện đó. Còn khi mà mình tính cái khởi á, thì mình sẽ chuyển vé đổi dấu thôi, chả có gì cả, bằng cái kết thúc trừ cho cái thời gian thực hiện vậy thôi, được chưa? Đó thì đó là các cái thông số cơ bản. Rồi một cái thông số cuối cùng là cái TF này á, là total flow, tức là cái thời gian dự trữ toàn phần. Thằng này thì rất là dễ tính, nó sẽ bằng muộn mà trừ cho sớm. Muộn trừ sớm nghĩa là sao? Có nghĩa là một là anh em sẽ lấy cái lay finish này, các anh em trừ cho gì, cái early finish, được chưa? Hoặc là anh em lấy cái lay star này, anh em trừ cho early star, thì cái phép trừ này á, là đương nhiên nó sẽ ra kết quả giống nhau. Cho nên là anh em nào muốn trừ cái gì thì trừ, mình chỉ nói đơn giản là lấy muộn trừ sớm thôi. Và cái total flow này nè, ý nghĩa nó là gì? Nó là cái thời gian mà một công tác có thể trì hoãn mà không làm ảnh hưởng đến cả dự án, không làm ảnh hưởng đến cái thời gian kết thúc của cả dự án, được chưa? Vậy thì nếu như cái total flow này mà bằng không thì có nghĩa là cái công tác này nó là công tác găng. Công tác găng là công tác mà không có thời gian dự trữ. Có nghĩa là nếu cái công tác găng á mà nó bị trễ thì nó sẽ làm cho cả dự án bị trễ theo luôn, được chưa? Cho nên những công tác găng thường là những công tác mà quan trọng chúng ta cần phải chú ý. Và trong một cái sơ đồ mạng á, thì tập hợp những công tác găng nó sẽ tạo thành một cái đường, và cái đường này nó gọi là đường găng, được chưa? Thì cái đường này nó là cái đường quan trọng, cho nên người ta hay gọi là critical path, tức là cái đường quan trọng ấy, nói nôm na là rất là quan trọng đó, thì nó bao gồm những công tác găng nha. Thì đó là mình nói về cái design, cái nút. Ở đây mình cũng có giải thích này, mấy em đọc chút đi, mình rót thêm miếng nước đây. Rồi nãy giờ thì cũng giải thích chán chê rồi ha. Ủa sao vậy? Rồi duration là gì, early start, early finish là gì, late finish là gì, nãy giờ mình nói hết rồi đó, nãy giờ nói hết rồi nha. Và mình nhớ là mình cũng có đưa cho anh em cái tài liệu bằng tiếng Việt, đúng không? Tiếng Anh thì tất nhiên anh em nào mà cần á, thì có thể là dùng cái Google dịch. Bây giờ Google dịch nó hiện đại lắm, nó chụp hình là nó ra. Còn không thì mình cũng đã đưa cho anh em cái tài liệu cũ của mình bằng tiếng Việt, thì nói chung cũng khá đầy đủ, anh em có thể đọc trên đấy thôi nha. Rồi cái total flow thì mình nói rồi ha. Về cái free flow đó thì bởi vì không thi, đúng không, cho nên là hôm bữa mình nói rồi, bây giờ mình cũng thôi thì không nói lại nữa, mất công nói lại, bây giờ nó lại loạn. Thì chỉ nhớ cho mình cái total flow là cái thời gian dự trữ toàn phần, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại cái mối quan hệ nha, nãy mình thấy nhiều anh em chưa có rõ lắm. Thế thì về mối quan hệ giữa các công tác á, thì chúng ta có bốn mối quan hệ. Một là mối quan hệ finish to start, hai là finish to finish, ba là start to start, và bốn là start to finish. Thì mình nói rồi, cái start to finish này á, là chúng ta không có xài trong xây dựng, cho nên là mình không dạy luôn, bỏ luôn đây, quên nó luôn đây cho đỡ mệt. Cái finish to start này là mối quan hệ quan trọng nhất và cũng may mắn là dễ nhất luôn, được chưa? Nó chiếm tới 90%. Cái mối quan hệ là finish to finish và start to start đó thì nó ít phổ biến hơn, tuy nhiên nó cũng có sử dụng, được chưa? Và start to start thì khoảng cỡ 7%, còn cái finish to finish thì khoảng cỡ 5%, nôm na là thế. Thì chúng ta sẽ tập trung vào ba mối quan hệ này. Ngoài ra chúng ta còn được bổ sung thêm cái lag và cái lead. Cái lag nó thể hiện cái thời gian nó bị trì hoãn, và cái lead nó thể hiện cái thời gian mà nó sớm hơn so với là dự định. Thì cái này tí nữa chúng ta sẽ nói trong một cái ví dụ ha, để minh họa cho nó dễ hiểu. Bây giờ mình nói sâu về các cái mối quan hệ đi. Mối quan hệ đầu tiên là mối quan hệ finish to start. Ở đây mình có cái hình minh họa này, và mình có hai công tác A và B. Thì bữa trước nói rồi, bây giờ nói lại, anh em phải nhớ nha. Trong cái mối quan hệ giữa A và B ấy, anh em để ý cái mũi tên không? Cái mũi tên mà cấm một thằng nào thì thằng đó là bị phụ thuộc. Ok thầy, anh thầy ơi, thầy có xem màn hình không thầy? À, ở nhà. Thầy là nó hay bị ví dụ là giữa cái màn hình phóng to với cái màn hình không to ấy nhầm. Nãy giờ nói mồm không ạ?
Rồi ok, xe lại. Khoan đợi chút để mình hay bị nhầm cái này. Đây. Rồi, cái mối quan hệ đầu tiên á là mối quan hệ finito star, đúng chưa? Finito star. Thế thì cái hình minh họa đây là có hai công tác A và công tác B. Thì anh em lưu ý nè. Để biết được cái mối quan hệ này là gì á thì anh em nhìn cái mũi tên. Ok không? Thì trước hết mình phải nói là gì? Cái thằng nào mà bị mũi tên cắm vào á, anh em có tưởng tượng. Nói thì nói vui ha, nhưng mà dễ hình dung. Tức là anh em cứ tưởng tượng là cái thằng nào mà bị mũi tên nó đâm vào á, bị đâm, thằng bị đâm á là cái thằng bị phụ thuộc. Thế thì có nghĩa ở đây là gì? Là B là bị phụ thuộc vào A. Đồng ý không? À, và mối quan hệ này là mối quan hệ finito star, thì bắt buộc cái mũi tên này nó phải bắt đầu từ cái cạnh kết thúc của A. Tức là cạnh kết thúc là cạnh finit đúng không? Và nó đâm vào cái cạnh khởi của B, khởi là star đúng không? S, cho nên là đây mối quan hệ là gì? Finito star. Ok không? Và ý nghĩa của nó là gì? Là A phải hoàn thành thì B mới được phép bắt đầu. Ok chưa? A phải hoàn thành thì B mới được phép bắt đầu. Tất nhiên ở đây không có ý nghĩa là B phải bắt đầu ngay sau khi A hoàn thành, không phải. Mà người ta chỉ nói là gì? A hoàn thành xong thì B mới được phép bắt đầu. Còn B bắt đầu vào thời điểm nào á thì nó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của cái dự án đấy. Ok chưa? Yeah. Đó là cái ràng buộc nha. Ví dụ như ông phải hoàn thành công tác lắp cốt pha, cốt thép xong rồi, hoàn chỉnh ngon lành rồi thì ông mới được phép đổ bê tông. Thì đó là một trong những cái minh họa đại diện của ngành xây dựng. Ok chưa? Yeah. Đó là mối quan hệ thứ nhất. Mối quan hệ thứ hai là gì? Là star to star. Tương tự nhìn cái hình minh họa đúng không? Bắt đầu từ cạnh khởi của A là star đúng không? Mũi tên này nó đi vòng vòng, nó đâm vào cạnh khởi của B, star đúng không? Cho nên là star to star có nghĩa là như vậy. Được chưa? Và đương nhiên khi B bị đâm thì B là chịu phụ thuộc của A. Ý nghĩa là gì? A phải bắt đầu thì B mới được phép bắt đầu. Nhưng mình cũng nhắc lại luôn, điều này không có nghĩa là A với B bắt đầu cùng thời, không phải. A bắt đầu xong thì B mới được phép bắt đầu. Còn B bắt đầu khi nào á thì là chuyện của nó. Được chưa? Tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái tình huống của dự án đấy. Được chưa? Thì đó là cái mối quan hệ star to star. Đây cũng là cái mối quan hệ tương đối phổ biến trong ngành xây dựng, đặc biệt là khi chúng ta muốn chuyển hướng hai công việc nó thực hành nó song song một chút. Ok không? Đó, tức là cho hai công việc này nó bắt đầu. Tất nhiên là không cùng lúc đúng không? Ví dụ như là ví dụ như là mình nói cái công tác mà đổ bê tông này, có thép, thì đôi khi nếu như cái sàn của chúng ta đó, nó quá lớn, đúng không? Thì chúng ta nếu như mà để cho cái mối quan hệ là finito star đó, thì đôi khi nó hơi bị mất thời gian, thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi nó thành là star to star. Nhưng mà cái việc lắp cốt thép, việc cốt pha, nó phải được thi công sau một khoảng thời gian bao nhiêu lâu đấy, thì mình mới bắt đầu là tiến hành đổ bê tông đuổi theo nó. Được chưa? Thì đấy là tùy ha, khi mà chúng ta muốn thì cái tiến độ nó ngắn lại. Đó, thì đó là mối quan hệ là star to star. Rồi, cái mối quan hệ thứ ba đó là mối quan hệ finish to finish. Và cái hình minh họa đây, finish to finish thì nó phải đi từ cạnh kết của A, cạnh kết nha, và đâm vào cạnh kết của B. Và đương nhiên khi B bị đâm thì B nó là thằng bị phụ thuộc. Ý nghĩa là gì? Có nghĩa là A phải hoàn thành thì B mới được phép hoàn thành. Điều này không có nghĩa là A và B phải hoàn thành cùng lúc, không phải vậy, được chưa? Mà nó chỉ có ý nghĩa là gì? A hoàn thành xong thì B mới được phép hoàn thành. Còn hoàn thành khi nào thì nó lại tùy vào cái hoàn cảnh cụ thể. Ok chưa? Đó là cái mối quan hệ thứ ba, được chưa? Và mình sẽ thầy cho mọi thầy có thể ví dụ thực tế cái công tác cái trong công trường thầy, cho mọi người dễ hiểu nắm bắt. Mối quan hệ thực tế hả? Thực ra cái này nó ít cho nên là mình cũng
tất nhiên là mình có mà bởi trước mình có cái ví dụ mà sao bây giờ mình quên rồi ta, thì mình nhớ lại là hình như là trong cái bài giảng cũ của mình là có mà sao bây giờ thì mình quên mất tiêu rồi. Để suy nghĩ coi, đâu anh em thử suy nghĩ nó đi, tại vì kiểu cái này là thực tế mà, kiểu như sao mà không được bao nhiêu ngày thì cốt pha mới được tháo lên, đồ sàn đồ xong các kiểu xong mới cốt pha được tháo lên. Cũng không phải cái đấy cái tường xây cái tường lát lít gì đấy. Thôi bây giờ để cái tường mình xây xong 3 ngày sau thì công tác điện được mới là được hoàn thành, cũng phải hoàn thành. Ví dụ như công tác sơn nước đó thầy, công tác sơn nước đã bột thầy hoàn thành thì sơn nước mới được hoàn thành đó thầy. Đúng rồi. Cái đó là nên công tác sơn nước đầu tiên rồi. Thấy như không được êm lắm nha. Ok thôi để tí nữa mình lục lại cái ví dụ đã. Bởi bây giờ mình nói cái lát lít cho xong đi, với đằng nào cũng sắp tới thời gian nghỉ giải lao rồi để mình tìm lại nha. Bây giờ mình nói cái lát lít cho xong đi. Là cái ví dụ ấy thì tí nữa mình suy nghĩ rồi mình kiếm lại nha. Rồi ok mình nói cái lát lý đi. Chứ bất công rồi lại lan man sang cái chuyện khác, cái là cái chuyện chính thì nó lại chả đâu vào đâu cả. Ok ha. Rồi cái lát cái lý đó thì nó sẽ bổ sung cái mối quan hệ của chúng ta. Lát có nghĩa là gì? Có nghĩa là trễ, còn lý thì có nghĩa là sớm. Và để minh họa cho cái lát cái lý đó thì mình có hai cái hình minh họa giữa A với B và C với D. Để dễ hiểu thì mình cũng lấy cái mối quan hệ là finite to star luôn nha. Đây là finite to star hết. Thế thì anh em nhìn cái mối quan hệ này nè. Và anh em để ý luôn là mình có cái trục thời gian ở đây. Nãy giờ thì mình không quan tâm đến thời gian, nhưng mà với thằng lát thằng lít này thì mình phải quan tâm đến thời gian. Với mỗi cái ô đoạn này á thì nó tượng trưng như là một ngày. Được chưa? Rồi, bắt đầu nè. Mình nói thằng AB trước. Thằng AB là finite to star đúng không? A kết thúc thì B mới được phép bắt đầu. Nhưng mà ở đây là gì? Có lát 2 ngày. Ok không? Lát 2 ngày nghĩa là sao? Nghĩa là A kết thúc xong sau 2 ngày thì B mới được phép bắt đầu. Ok không? Đó thì cái này, cái ví dụ này thì giống như lúc nãy ông vừa nói á, là công tác đổ bê tông xong sau 7 ngày thì cái công tác mà tháo cốt pha mới được thực hiện, đúng không? Cái này là nó nói lát rồi cũng tương đối ngon này, được chưa? Rồi ngược lại thì là lít. Thế thì C với D anh em nhìn nè, C kết thúc thì D mới được phép bắt đầu, nhưng mà ở đây mình cho nó lít một ngày. Lít một ngày anh em có thể gọi một cái cách khác, đó là lát âm một ngày, được chưa? Lát mà âm thì có nghĩa là lít. Thì ý nghĩa là sao đây? Có nghĩa là thằng D này nè, nó được phép bắt đầu trước khi C kết thúc một ngày. Thì anh em có thấy không? Ở đây á, theo trục thời gian đúng không? Thì cái thằng D này nè, thời điểm nó bắt đầu so với cái thời điểm kết thúc của C á, là chênh nhau một ngày. Ok chưa? Đó, thì đấy là cái sự khác biệt. Và cái mối quan hệ lát lít này á, là nó bổ sung cho ba cái mối quan hệ mà mình đã trình bày trước kia. Thì với ba mối quan hệ này cộng với là cái lát lít thì gần như là đã đủ cho chúng ta lên cái phương án về cái mối quan hệ giữa các công tác cho cái môn cái ngành quản lý dự án hoặc là trong ngành xây dựng nói chung nha. Rồi thế thì để minh họa cho cái ví dụ đấy thì mình cũng có một cái ví dụ, thì mình nói lại ha, mình nói lại các bước để cho anh em nắm. Khi mà chúng ta có một cái ví dụ về lập tiến độ một cái bảng như thế này thì mình sẽ giải thích nha. Cái này là số number nó chả có gì hết đúng không? 1 2 3 5 6 7 8 9. Task đây là tên công tác là ABCDFGHI, được chưa? Cái duration này là gì? Là cái thời gian cần thiết để một cái công tác nó hoàn thành. Và cái predecessor này á, nó là cái công tác đứng trước, nó thể hiện cái mối quan hệ của cái công tác đang có này với công tác đứng trước. Mình ví dụ như cái công tác B này đúng không, mình giống qua đây thì mình thấy đứng trước nó là công tác A, mà không nói năng gì thì mặc định cái mối quan hệ đó là finite to start, được chưa? Còn nếu như cái mối quan hệ này là mối quan hệ đặc biệt thì bắt buộc là phải mở ngoặc, đúng không? Và ký hiệu ví dụ như là bây giờ mình mở ngoặc cái này là A mở ngoặc start to start đó, ok chưa? Còn không nói năng gì là mặc định finite to start. Còn công tác A này phía trước nó không có thằng nào hết thì có nghĩa là thằng A này được phép bắt đầu ngay lập tức luôn, được chưa? Mà trong cái sơ đồ mạng ấy, thì chúng ta có một cái nút đặc biệt, đó là cái nút bắt đầu, đó là cái nút khởi công ấy, được chưa? Đó, thì cái công tác A này nó sẽ nằm ngay sau nút bắt đầu. Đó, ok ha.
Rồi, thế thì để làm cái bài toán này chúng ta sẽ trải qua 3 bước. Bước 1 là ông phải lên được một cái sơ đồ mạng nó đơn giản nhất, tức là hạn chế cái việc các mũi tên nó chồng chéo lên nhau. Thì để làm được cái chuyện đấy, chúng ta phải vẽ nháp, đúng không? Phải vẽ nháp, chứ chả ông nào hay ho mà vẽ một phát là ngon lành cả, đặc biệt là những cái bài lằng nhằng, đúng chưa? Thế thì khi mình nháp á, thì mình sẽ có như sau. Mình vẽ cái nút bắt đầu trước. Trong sơ đồ mạng chúng ta có hai cái nút đặc biệt nha, là nút bắt đầu và nút kết thúc. Nút bắt đầu và nút kết thúc, được chưa? Và chúng ta xem là thằng nào đứng ngay sau nút bắt đầu. Những cái thằng mà đứng ngay sau nút bắt đầu là những cái thằng không có công tắc trước, tức là A này, D này, rồi là G này. Thì mình sẽ từ đây mình chọt ra là A, rồi đây là D, được không? Rồi đây là G, được chưa? Rồi sau đó lần lượt chúng ta sẽ phát triển cái sơ đồ mạng này. Ví dụ như là sau A thì mình có gì? Sau A thì mình sẽ có B, đúng không? Sau A còn thằng nào không? Không có. Rồi C sao vậy? C thì nó không có công thức nào. B với E đâu rồi? Còn E nữa đâu? E thì nó sau gì? Sau D. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến E trước là sau D, đồng ý không? Rồi mình cứ nhìn vô đây thôi, mình nhìn vô đây để mình ra một cái bản nháp, được rồi. Nếu như cái bản nháp này mà đẹp á, thì mình bưng vô luôn. Còn nếu như mà có cái sự trồng chéo nào mà về cái mũi tên á, thì mình cố gắng là sắp xếp được cái công tác sao cho nó nó đẹp mắt, đúng không? Nó đừng có trồng chéo. Và khi mà chúng ta có được cái bản sơ đồ mạng mà nó đơn giản á, nó không có trồng chéo á, thì chính bản thân ta khi mà tính toán nó cũng dễ hiểu hơn, ok chưa? Rồi, thế thì đây là cái kết quả của bước 1. Được chưa? Đây là kết quả của bước 1. Ở bước 1 này chúng ta hoàn thành xong cái sơ đồ mạng, cũng như là chúng ta điền những cái thời gian thực hiện của từng công tác lên đây, được chưa? Và hoàn chỉnh cái mối quan hệ này. Đó, hoàn chỉnh cái mối quan hệ. Rồi, sang bước số 2 là chúng ta sẽ đi xuôi, đi theo chiều xuôi, tức là đi từ nút bắt đầu đến nút kết thúc, để mà tính cái khởi sớm kết sớm. Khởi sớm kết sớm này như mình tính nãy giờ thôi, chắc là anh em cũng nắm rồi. Bây giờ nói nhanh nhanh này, ví dụ như là không, đưa đây là không này, đúng không? Đó, đó, khởi động, khởi công đúng vào ngày thứ hai, ngày bắt đầu luôn, được chưa? Rồi mình lấy cái ngày khởi sớm này mình cộng cho cái duration là 10, thì mình ra cái ngày kết sớm là gì? Là 10. Không còn 5 thì 5, không còn 4 thì là 4, ok không? Rồi để tính thằng B ấy, thì mình có cái mối quan hệ với A là gì? Finish to start, A kết thúc thì B mới được phép bắt đầu. Thì từ con số 10 này mình đưa qua đây, tức là từ cái kết sớm của A mình chuyển sang đây là thành cái khởi sớm của B, và lấy cái khởi sớm của B mình cộng với cái duration là 2 ngày này mình sẽ ra được cái là 12, được chưa? Rồi tương tự, được chưa? 5 đưa xuống đây là 5, 5 cộng 20 là 25, 5 đưa xuống đây là 5, 5 cộng 19 là 14, rồi 4 đưa xuống đây là 4, 4 cộng với 12 là 16, rồi tương tự, được không? Rồi chẳng hạn như là với thằng Y này đi, thì 14 đưa xuống đây là 14, 16 đưa lên đây là 16. Thế thì ở đây mình có hai con số, thì làm sao mình chọn? Thì cái câu thần chú là gì? Đi theo chiều xuôi á, thì chọn cái thằng lớn, còn đi theo chiều ngược á, thì chọn thằng nhỏ. Thì đó là cái câu thần chú để làm nhanh. Còn về mặt phân tích thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Thằng Y này á, nó phải bắt đầu, nó chỉ bắt đầu được khi mà cả F với H kết thúc. F thì kết thúc vào ngày thứ 14, còn H thì kết thúc vào ngày thứ 16. Thì thử hỏi thằng Y nó phải bắt đầu vào ngày nào để phù hợp? Thì đương nhiên là ngày 16, đúng không? Đó, thì mình muốn anh em là gì? Không những là hiểu cách máy móc mà còn phải hiểu nó ý nghĩa nó cặn kẽ như vậy nha. Rồi có 16 thì mình cộng với 7 thì mình có 23. Ok chưa? Và cứ tương tự như vậy thì mình sẽ hoàn thiện được cái khởi sớm và kết sớm. Sau khi mà hoàn thiện được cái khởi sớm kết sớm á, thì mình sẽ bắt đầu là gì? Đi ngược lại để tính cái kết muộn và cái khởi muộn. Đi ngược lại. Đây, đi ngược lại. Đi ngược lại thì đây, đó, chúng ta hoàn thiện, chúng ta đi từ cái nút kết thúc cho đến là cái nút bắt đầu nha. Chẳng hạn như là con số 35 này mình đưa lên đây là 35, rồi 35 mà trừ cho 10 thì 25. Ok không? Đó, còn số 35 đưa xuống đây là 35, 35 trừ 7 là 28. Tại sao mình đưa xuống đây được? Tại vì cái mối quan hệ này là finish to start. Thằng Y mà kết thúc á, thì cái thằng nút này này nó mới được phép bắt đầu, được chưa? Thế thì đương nhiên với mối quan hệ này thì chúng ta sẽ lấy cái khởi muộn của thằng nút kết thúc này, được chưa? Làm cái kết muộn của thằng Y. Và khi đã có kết muộn thằng Y rồi thì mình lấy cái kết muộn này mình trừ cho cái duration thì mình sẽ ra được cái khởi muộn. Tương tự ha, chẳng hạn như cái H này đi. Cái H này thì có mối quan hệ với thằng Y. Con số 28 này mình đưa xuống đây là 28. Bởi vì mối quan hệ là finish to start, đúng không? Mình sẽ lấy cái khởi muộn của thằng Y làm cái kết muộn của thằng H.
rồi sau khi có kết quả thằng H rồi mình trừ cho cái duration là 28 trừ 12 thì ra là 16. Ok chưa? Yeah. Và tuần tự như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thiện được cái khởi muộn và kết muộn. Và cuối cùng là chúng ta lấy cái sớm, lấy cái muộn trừ cái sớm, chẳng hạn như là lấy 25 trừ cho 12 thì chúng ta sẽ có đây là 10 13. Đây là cái thời gian dự trữ toàn phần nha. Và chúng ta lần lượt tính ra hết các ô thì chúng ta sẽ có được kết quả như sau. Được chưa? Và những cái công tác nào có thời gian dự trữ toàn phần không á thì đó là những công tác ngang. Mình có đây là D, E, C, được chưa? Và cái đường mà đi qua những cái công tác ngang này này thì được gọi là đường ngang, chính là cái đường mà mình tô đỏ nha. Rồi, được chưa? Dạ được rồi thầy. Rồi, nôm na vậy đi, giải lao đi. Rồi, ông nào không hiểu gì thì khoảng cỡ 25 phút để mà mình ăn tối ha. Rồi, ông mấy ông cứ nằm nghỉ đi. Rồi, tí nữa mà có hỏi thì hỏi, rồi mình sẽ giải đáp. Nói chung là thời gian chúng ta có nhiều, có tới 12 buổi đó, cho nên là cứ túc tắc thôi nha. Rồi, giải lao chút nha. Dạ thầy. Ok.
bắt đầu lại được chưa? Rồi thầy ơi. Rồi bây giờ liên quan đến cái sơ đồ mạng á, thì có ai hỏi gì nữa không? Còn nếu như không thì mình sẽ sửa tiếp một cái bài thứ hai đúng không? Là kết thúc cái phần bài tập luôn á. Rồi trước khi sửa bài số 2 thì có ai hỏi gì không? Về cái lý thuyết á. Dạ không thầy. Rồi cái ông mà mới nghe lần đầu đâu, ông có hỏi gì không không? Dạ không thầy. Hiểu không? Có hiểu không? Dạ ok thầy. Rồi bây giờ thì mình sửa cái bài tập từ nhà thứ hai ha. Thì hy vọng là qua cái bài đấy thì hiểu thêm một bước nữa nha. Thì nãy ăn cơm xong mình cũng tranh thủ là mình vẽ cái sơ đồ mạng lên đây. Cái nãy giờ rồi chứ cũng chưa kịp vẽ nữa. Thì mình sẽ chia sẻ cái màn hình ngay bây giờ. Rồi anh em đợi chút xíu ha, mình xóa mấy thông số này nè. Chứ còn mấy thông số này là mình copy từ cái bài trước mà, để mình chỉnh cho nó nhanh á. Anh em tranh thủ kiểm tra mình xem là cái sơ đồ này á, nó đã ok chưa nha. Rồi anh em đọc cho mình cái duration để mình điền vào. Bởi vì đề thì một slide, rồi là vẽ trên một cái slide khác thì đôi khi nhìn qua nhìn lại nó hơi bị nhầm đúng không? Anh em tranh thủ kiểm tra nha. Bài này có vẻ đơn giản hơn, ít công tác hơn. Rồi cái thời gian thực hiện của A là bao nhiêu nhỉ? Cả 2 ngày. 2 ngày. B. B là 6 ngày này. C. C 3 ngày. G. Là 5 ngày. D. Là 4 ngày. Y. Y 7 ngày này. H. Dạ, 5 ngày này. F. F 4 ngày. K. Dạ 6 ngày. L. L 6 ngày đúng rồi. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi. Thế thì đây là bước số 1 ha. Bước số 1 là chúng ta phải vẽ cho được cái bước số 1 là phải vẽ cho được cái sơ đồ mạng, được chưa? Đồng thời là điền lên trên từng cái nút á, cái thời gian thực hiện của từng công tác nha. Rồi anh em xem lại mình cái sơ đồ ok chưa? Em chưa? Thì cái công tác D nó xa tu xa của C mà. À, xa tu xa của C à? Dạ. Là thiếu cái đó hả hay sao? Dạ bị thiếu cái đó. À, có thể là đây được chưa? D á thầy, D thầy thấy là D mới là D với C mới quan hệ nó đâu là cái nào? À D với C là star to star, ok. Đúng như nào? D thì nó sau B với C đúng không? D đây, sau B.
sau xe. Khoan khoan để mình chỉnh chút xíu cho nó đỡ lằng nhằng cái nào. Cho này lên đây đi, cắt qua cắt lại nó lằng nhằng quá. Cho mày xuống đây. Đẹp hơn chưa? Thầy đưa cái xe, thầy đưa cái xe lên trên đó, thì cho nó quẹo xuống khỏi cắt qua cái đường xe ý này. Đưa cái xe lên trên hả? Dạ, thì cho nó kẹo cái đôi xe ý xuống tí thì cho nó chỉ cắt một đầu thôi. Đưa CD lên trên đó. Đưa cái CD lên trên đó hả? Dạ. À rồi, hiểu. Đường bao xanh đậm lên trên đó. Rồi ok, hiểu. Thì nó chỉ cắt qua một đường thôi. Rồi ok, cũng được ha. Ok, cái này nói chung là khéo thì... Ủa cái này đi đâu ta? Quên mất tiêu rồi. B đi đâu? B một D hả? Lên D thầy, vô D thầy. Rồi ok. D một bên, vẽ bên, cuối cùng khi nó hơi loạn xì ngầu chứ. Chỉ cắt qua một bên. Ok, cũng được. Phải xem lại cái quan hệ B với D phải star to star này. Đúng rồi, B với D là star to star đó. Bởi vì nếu như ở đây á, nó không phải anh nhầm, là finish to star chứ. Còn nếu như mà star to star thì bắt buộc là phải ngoặc thêm một phát nữa. Hiểu ý mày không? Dạ, yeah, rồi. Ok ha. Đó là finish to star đó. Cái đấy là star to star chỉ một mình cái xe hả thầy? Đúng rồi, nếu mà ký hiệu kiểu này á là D quan hệ với xe bằng cách là star to star, còn với B á, thì vẫn là finish to star. Ok không? Dạ 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 dạ. Rồi, anh em cũng phát hiện mấy cái lỗi đúng không? Nhìn về nhìn qua nhìn lại đôi khi nó nhầm. Rồi, em chưa? Được không? Dạ ok rồi thầy. Ok ha. Rồi đây là bước 1 nha. Thì mình cứ chỉnh qua chỉnh lại ha, sao cho được cái đồ thị nó đơn giản nhất, nó cắt ít nhất là được. Hôm nào là vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ sang bước số 2 là đi tính cái khởi sớm và kết sớm. Thì đây, khởi sớm bắt đầu là mình sẽ đi từ loose star đúng không? Là không hết. Rồi bắt đầu tính nè. Tính cho A thì không đưa lên đây sẽ là không. Được chưa? Rồi 0 cộng 2 thì lại là 2. Mối quan hệ mà cứ finish to star thì mình có thể tính nhanh được. Rồi tính theo thằng B thì không đưa xuống đây là 0. Rồi 0 cộng 6 là 6 nha. Thằng C thì tương tự, khi mà đi theo cái chiều xuôi á thì nó chỉ có mối quan hệ với A thôi. Cho nên là từ A đưa xuống đây, 2 đưa xuống đây là 2. 2 cộng 3 là 5. Thằng G thì chỉ có mối quan hệ với A đúng không? 2 đưa qua đây là 2. 2 cộng với 5 thì là 7 nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tính thằng D. Thằng D thì nó có hai mối quan hệ, một là với C, còn hai là với B. Thế thì nếu như mà tính với B đó thì chúng ta đưa lên đây này. 6 đưa lên đây thì sẽ là 6. 6 cộng 4 thì là 10. Nhưng bây giờ mình cũng phải thử xem là với thằng C này thì sao. Nếu như mà với thằng C đó thì mình phải lấy từ cái nút star đúng không? Lấy từ nút star là 2. Đó, lấy từ cái thằng khởi sớm của thằng C đó là 2. Mình đưa qua đây thì lại có số 2. Đó, mà trong khi là từ đây mình đưa lên thì có số 6 thì đương nhiên chỗ này mình phải lấy con số lớn đúng không? Là 6 nha. 6 với 4 là 10. Được chưa? Mình nhắc lại nha. D nó có mối quan hệ với C và B, cho nên anh em phải tính hai lần và lựa chọn cái con số hợp lý. Nếu như mà từ C đó thì lấy con số 2 này, bởi vì là star to star mà, lấy 2 này đưa qua đây là 2. Còn nếu như mà lấy B thì mình lấy cái finish này là 6, đưa lên đây là 6. Thì giữa con số 2 và số 6 thì đương nhiên mình phải chọn con số 6 là con số lớn hơn. Có cái khởi sớm của D rồi thì mình lấy 6 cộng với 4 là ra 10 là cái kết sớm, được chưa? Rồi, thằng Y thì mối quan hệ finish to star đơn giản, 5 đưa xuống đây thì là 5. Thằng B 6 đưa xuống đây là 6, lấy con số lớn hơn là 6 nha. 6 với 7 thì là 13. Rồi tiếp tục, thằng H G đưa sang đây, 7 đưa sang là 7 đúng không? Thằng B đưa lên là 10, lấy con số lớn hơn là 10. 10 cộng 5 thì là 15. F thì chỉ có một mối quan hệ với thằng D thôi, thì 10 đưa xuống đây
là 10, nhưng bởi vì nó bị lag 2 ngày, tức là bị trễ 2 ngày, cho nên đây là sẽ có số là 12. 12 xong rồi thì cộng với 4 thì nó là 16. Ok chưa? Đó. Rồi tương tự, tính nhanh là L thì có mối quan hệ với thằng Y đúng không? Là 13 đưa qua đây là 13. Nha. 13 với 6 thì là 19. Rồi tính thằng số 6 đúng không? Thì 15 đưa xuống đây là 15, 16 đưa lên là 16. Thì đây là 16 thôi. Được chưa? Rồi 16 cộng 16 thì là 22. Được chưa? Rồi, sau đó mình sẽ hoàn thiện cái nút kết thúc. Thì 22 đưa xuống là 22. L19 đưa lên là 19, chọn con số lớn nhất thì đó là 22. 22 cộng 0 thì vẫn là 22. Vậy kết luận là dự án này sẽ hoàn thành sau 22 ngày. Nôm na là vậy thôi. Rồi. Bước số 2 được không? À, được rồi. Rồi bất cứ ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha, mình sẽ giải thích. Đó, bất cứ ai nha. Không hiểu gì chỗ nào hỏi, mình sẽ nói cái cách tính nó rõ hơn. Sao có ai có hỏi gì không? Rồi cái ông lúc nãy nói không hiểu á, sau khi mà nghe hồi mà thôi hồi thì tới bài này á có cái gì mà cần hỏi không? Rồi ông đâu có teo rồi, hay ông đi ngủ rồi? Chắc được đó thầy. Chắc bạn đi ngủ rồi hả? Em nghe thầy ơi, tại vì em ngã ý kiến nhiều á cho nên em không muốn nói thầy. Không, bình thường, tức là bây giờ á là đã xác định rồi, đúng không? Là chúng ta có tới 12 buổi. Thời gian là máy hỏi. Thì em ngại nên không dám hỏi thầy ơi. Hả? Trời ơi, online mình còn ngại gì? Nói chung với tinh thần là chúng ta có rất là nhiều buổi, cho nên là có thể những cái bài này anh mà hỏi đúng không thì mình sẽ giải thích kỹ lại. Đối với những người khác thì coi giống như là cái bài ôn tập vậy đó, coi như là ôn tập luôn đi. Còn nếu như mà thật sự chưa dám hỏi hoặc là chưa dám hỏi gì á thì những cái bài này này khi mình giải xong đúng không thì một đó là có thể ghi âm lại đúng không, còn không á bét nhất thì mình sẽ ghi lại đáp án. Rồi sau đó, bởi vì lúc nãy mình có nói lý thuyết rồi mà. Rồi sau đó anh sẽ giải lại toàn một cái bài tập từ dễ đến khó luôn. Có cả những cái bài trước nó dễ hơn. Vì chưa giải xong rồi là so sánh với cái đáp án á. Và thế nếu như mà cứ làm đi làm lại hoài mà thấy thực sự không được thì bữa hôm sau á nói mình sẽ giải thích nó kỹ hơn cho anh. Ok chưa? Đó. Rồi, vậy thì đi xuôi ok ha. Đi xuôi ok. Bây giờ mình đi ngược, mình đi ngược. Đi ngược thì mình sẽ tính toán cái gọi là kết muộn và khởi muộn đúng không? Thì đầu tiên chúng ta hoàn thành cái nút finish này. 22. Rồi 22. Ok chưa? Rồi bây giờ ông đi ngược này, đi ngược, đi ngược. Coi như là chưa biết gì hết đi ha. Mình nói một cách gọi là hết sức là cẩn thận này. Rồi, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ tính toán với cái nút L này, tức là công tác L này. Thì cái mối quan hệ giữa L và cái nút finish này á là mối quan hệ là gì? Kết thúc, bắt đầu. Tức là L kết thúc thì thằng này mới được phép bắt đầu. Bây giờ chúng ta đã biết được cái ngày gọi là khởi muộn của thằng này là ngày thứ 22. Đúng không? Khởi muộn là 22. Vậy thì kết muộn của thằng L sẽ là bao nhiêu? Vậy thì đương nhiên thằng này nó sẽ là 22 luôn chứ sao? Được chưa? Đó là lý do vì sao mình bốc từ cái khởi muộn của thằng nút finish này mình đưa về cái nút kết muộn của thằng L. Ok chưa? Đó là bởi vì cái mối quan hệ là finish to start nhá. Có cái khởi muộn rồi, có cái kết muộn rồi thì chúng ta mới lấy cái kết muộn 22 này này, mình trừ cho cái duration, tức là cái ngày thực hiện á là 22, mình trừ cho 6. Ok không? Mình lấy 22 mình trừ cho 6. Thế thì con số ở đây mình sẽ được lại là gì? Là 16 nha. 16 này gọi là cái ngày khởi muộn. Ok không? Có nghĩa là L này cái ngày khởi công muộn nhất có thể của nó là ngày thứ 16. Và sau 6 ngày làm việc thì nó sẽ hoàn thành
vào cái ngày 22 là ngày kết muộn, tức là ngày muộn nhất mà nó phải hoàn thành. Hiểu vậy ha. Rồi tương tự, khi mà mình đã nắm được quy luật rồi thì mình có thể tính nhanh mà mình vẫn hiểu được cái ý nghĩa. Rồi thằng K này thì 22 được không? Đó, mình đưa lên đây là con số 22. Được chưa? Từ cái khởi muộn mình đưa lên đây thành cái kết muộn. Rồi có 22 rồi mình tiếp tục là gì? Mình trừ cho 6 thì mình ra đây là 16. Ok không? Rồi tiếp tục mình cứ đi ngược dần ha để tính toán những công tác còn lại. Chẳng hạn thằng H đi. Thằng H khi mà mình đi ngược á, nó chỉ có mối quan hệ với thằng K thôi, đúng không? Chả phải so sánh gì cả. Thì từ cái khởi muộn của K là ngày 16, mình đưa lên đây là thành cái kết muộn của H là ngày thứ 16 luôn. Có 16 mình trừ cho cái thời gian thực hiện là cái duration á, 16 trừ 5 thì còn đây là 11. Được chưa? Rồi tiếp tục, mình tính cho cái F đi, cái F thì cũng tương tự đúng không? 16 mình đưa xuống đây là 16 nhá. Và mình lấy 16 mình trừ cho 4 thì sẽ ra cái ngày khởi muộn là 12. Đó. Rồi tính tiếp cho thằng Y này đi, thằng Y. Thằng Y thì chỉ có một cái mối quan hệ với thằng L thôi. Thì mình sẽ lấy cái khởi muộn của L là ngày thứ 16, mình chuyển sang đây thì có được cái ngày kết muộn của Y là ngày 16. Ok chưa? Lấy 16 trừ cho 7 thì mình sẽ có cái khởi muộn của thằng Y. Khởi muộn của thằng Y là ngày thứ 9. Được chưa? Để tóm tắt vậy thôi. Đó, nhớ này, khi đi ngược thì đây. Bây giờ mình tính thằng D này. Thằng D thì nó phức tạp hơn một chút xíu. Vì sao anh em thằng nhiệt để ý này, khi mà đi ngược á thì thằng D nó có hai mối quan hệ. Một là mối quan hệ với thằng H. Còn hai là mối quan hệ với thằng F. Thì mình sẽ tính cả hai mối quan hệ này và chọn cái phương án nó phù hợp, tức là nó không bị xung đột với những công tác đứng sau nó. Ví dụ như từ thằng H này đúng không? Thì mình tính xuống đây mình sẽ có ngay cái ngày kết muộn của thằng D là gì? Là 11. Được chưa? Khởi muộn của H thì bằng cái ngày kết muộn của D là ngày thứ 11. Còn thằng F này á thì ở đây là ngày khởi muộn của nó là ngày thứ 12. Đúng không? Mình đưa vào đây thì sẽ là ngày thứ 12. Tuy nhiên ở D với F này có mối quan hệ là bị lag 2 ngày. Thì có nghĩa là con số 12 này khi mình đưa về đây á thì con số này sẽ là con số 10. Được chưa? Sẽ là con số 10. Thế thì ở đây mình sẽ có hai cái đáp án. Một là số 11 khi tính với H, hai là 10 khi tính với F. Thì chọn con số nào để nó không bị xung đột. Thì đương nhiên khi mà đi ngược á, nguyên tắc là chúng ta phải lấy cái ngày nhỏ hơn là ngày số 10 nhá. Còn về ý nghĩa đó thì chúng ta đương nhiên phải chọn cái ngày để mà nó không xung đột với hai cái ngày phía trước nó. Nếu như ở đây anh em mà chọn số ngày số 11 này, nếu ở đây anh em chọn số 11 thì có phải là gì? Khi mà có số 11 này rồi mình cộng thêm 2 ngày nữa thì thằng F này nó phải khởi công muộn vào ngày thứ 13 không? Mà trong khi ở đây mình tính là số 12, đúng chưa? Cho nên cái đáp án 11 đó là không được chấp nhận, mà chỉ có thể là con số 10 thôi, được chưa? Và khi chốt được con số 10 này rồi ấy, thì mình lấy cái kết muộn là 10, mình trừ cho cái duration là 4 thì mình sẽ ra được cái khởi muộn là 6 nha. Rồi tương tự, tiếp tục ha. Bây giờ mình sẽ tính cho cái thằng C đi. Thằng C thì mối quan hệ của nó là có hai ông là D và Y, được chưa? Thì tương tự mình phải tính hai lần. Thì bây giờ mình nói này là mình sẽ tính với thằng D trước đây. Thằng D là mối quan hệ là star to star, mà khi mà star to star thì mình phải tính cái khởi với khởi, đúng không? Ở đây mình có cái ngày khởi muộn của D á là ngày thứ 6, đúng không? Ngày thứ 6. Thế thì khi mà mình chuyển sang đây á thì mình sẽ tính được cái ngày khởi muộn của C đó sẽ là ngày 6, và 6 cộng 3 thì sẽ là 9, được chưa? Và đáp số khi mà mình tính với D là gì? Là 6 và 9. Khởi muộn là 6, kết muộn là 9. Đó là cái đáp án với D. Thế còn bây giờ khi mà mình tính với Y thì sao? Thì từ cái khởi muộn của Y này mình đưa lên đây thì mình sẽ có cái kết muộn của C là 9. Rồi mình lấy 9 mình trừ cho 3 thì là 6. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù mình tính với hai cái mối quan hệ khác nhau nhưng mà đáp án nó giống nhau. Ok không? Thì chả còn gì để nói cả. Ông này sẽ là
là 9, còn ông này sẽ là 6 nhé. Được chưa? Được không? Anh em được không? Dạ được thầy. Được thầy ơi. Ok ha. Ok được thầy. Rồi tiếp tục. Thằng G này đi, nãy giờ quên tính thằng này lẻ loi đơn giản. Thằng G này có một mối quan hệ với thằng H thôi. Thì có số 11 này đúng không? Là cái khởi muộn của thằng H. Mình đưa qua đây là thành cái kết muộn. Là 11. Được chưa? Là 11. Đó. Rồi, có 11 rồi, mình sẽ trừ cho 5. Thì mình sẽ ra con số này là con số 6. Ok chưa? Yeah. Rồi tiếp tục. Mình sẽ tính cho thằng A. Thằng A thì có mối quan hệ với hai thằng là G với là C. Thì 6 đưa qua đây là 6. Thằng này đưa lên cũng là 6 nốt luôn, cho nên là con số 6 này không chạy đi đâu được. Được chưa? Lấy 6 trừ cho 2 thì chúng ta sẽ ra cái ngày khởi muộn của A là ngày thứ tư. Ok không? Rồi cuối cùng thằng B. Thằng B thì có hai mối quan hệ là D. Từ 6 đưa xuống đây là con số 6. Rồi 9 đưa qua đây là con số 9. Thì lấy con số nhỏ hơn đúng không? Là con số 6. Và nhắc lại, con số 6 này được chọn để làm sao cho nó không gây xung đột đối với những công tắc đứng sau. Nếu như con số này mà mình chọn là con số 9 á, thì khi mà mình tính theo cái chiều xuôi đúng không, thì thằng D này nó bắt buộc là gì? Phải khởi muộn vào ngày thứ 9 luôn. Thì điều này là không được, tại vì ngày của nó là thứ 6 mà. Cho nên con số này chắc chắn là phải là con số 6. Ok nha. Rồi có 6 thì lấy 6 trừ 6 là ra 0. Ok ha. Và cuối cùng là mình hoàn thiện cái nút star là không hết. Rồi đi ngược vậy được không? Dạ thầy, cho bỏ cái chỗ mà từ D về C thầy, với lại D về C, tại sao lại chọn con số 9? À rồi ok. Từ D về C đúng không? Bây giờ khi mà cái mà chúng tính ngược á, thì nên nhớ thằng C này đi ngược là nó có hai mối quan hệ này. Anh em có hiểu đi ngược không? Đi ngược là chúng ta phải lấy cái đuôi á, mình xem cái đuôi á, thằng C này có bao nhiêu cái đuôi thì sẽ có bấy nhiêu mối quan hệ, đúng không? Đi xuôi thì mình nhìn vào cái mũi tên, nhưng mà còn cái đi ngược thì mình phải nhìn vào cái đuôi. Thì chúng ta để ý này, thằng C này có cái đuôi này thứ nhất này, cái đuôi thứ hai này, tức là nó có hai mối quan hệ khi mà mình đi ngược. Ok không? Đó là mối quan hệ với D và mối quan hệ với Y. Thế thì bây giờ thằng Y á, là thằng dễ đúng không? Thì là finish to star thì từ 9 đưa đến đây là 9, rồi 9 trừ 3 thì là 6. Thì đó là chỉ là một cái phương án thôi. Và mình phải để giống như là khi mình nháp á, mình để đấy, đang chờ xử lý chứ chưa được quyết. Thế bây giờ mình mới tính thằng với thằng D này. Thằng D là cái mối quan hệ với C là star to star, tức là C bắt đầu thì D mới được phép bắt đầu. Ok không? C bắt đầu thì D mới được phép bắt đầu. Mà chúng ta đã biết là gì? Thằng D này á, nó bắt đầu vào ngày thứ 6. Thế thì có phải là chúng ta suy ra là gì? Thằng C này á, cái ngày bắt đầu của nó cũng hay là ngày thứ 6. Và có ngày thứ 6 rồi á, thì mình sẽ cộng với 3 để ra được ngày kết thúc là ngày thứ 9. Thế thì ở trong cái trường hợp này, ngẫu nhiên một chút xíu là khi chúng ta tính với hai mối quan hệ, tính với D nó cũng ra 69, mà tính với thằng Y nó cũng ra 69 luôn. Ok không? Cho nên là không còn gì để nói nữa, mình phải chọn con số 69 thôi. Ok chưa? Cái chỗ đấy thầy lấy một cái ví dụ mà bàn nó đã bị xung đột không thầy? À, cái gì? Ý là thầy lấy một cái ví dụ mà ba thằng nó bị xung đột nhau thầy. Ví dụ mình tính cho thằng D về C nó thỏa mà không, thằng Y về C nó không thỏa thầy. À, quá thì nãy giờ cũng nói mấy lần rồi đó. Đây mình ví dụ nha. Đâu để mình lấy thằng nào nó khác nhau đây. À, do cái trường hợp này nó ok. Nó nhìn quá, nó cùng quá. Thì bây giờ mình chỉ nói một cái đơn giản là mình nói cái thằng B này đi. À, đợi chút nha, để mình phóng cái này lên rồi mình vẽ vời tí xíu cho nó dễ nói, chứ nói bồn khó nói quá. Để mình lấy cái chế độ là nó chế độ full màn hình, cái chế độ chiếu á, thì nó mới vẽ được, chứ còn chế độ này không có vẽ được. Ok, thì bây giờ mình lấy cái ví dụ là nó bị xung đột này. Anh em thấy cái thằng B này không? Thằng B này chưa? Thằng B này có hai mối quan hệ. Một là mối quan hệ với D và một là mối quan hệ với Y. Được không? Thế thì nếu như bây giờ mình mà tính với D á, mình mà tính với D thì mối quan hệ này là finish to start đúng không? Thì từ cái khởi muộn của D này
mình sẽ tính được cái kết muộn của B là 6, được chưa? Rồi mình lấy 6 mình trừ cho 6 thì mình ra 0. Thì đây là đáp án thứ nhất khi mà mình tính với là cái thằng D, được chưa? Rồi thằng thứ hai là mình sẽ tính với thằng Y. Thằng Y, khi mà tính với thằng Y thì mình được cái gì? Thì chúng ta thấy này, cái khởi muộn của Y là ngày thứ 9, đúng chưa? Thì mình đưa qua đây mình sẽ tính được cái ngày kết muộn của B là ngày thứ 9. Bởi vì đây là mối quan hệ là finite to star mà, đúng không? Và mình lấy 9 này mình trừ cho 6 thì mình sẽ ra 3. Đó. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là gì? Mình có hai cái phương án, một là 0 với 6 và một là 3 với 9. Thì mình chọn cái nào để cho nó không bị xung đột. Nếu như ở đây á, thay vì chọn 0 với 6 mà anh chọn ở đây là 9 đi, ở đây anh chọn là 9. Nếu như mình mà chọn ở đây là 9 á, thì nó sẽ làm xung đột cái mối quan hệ giữa B với là D. Vì sao? Vì lúc này thằng B á, nó kết thúc vào ngày thứ 9, nó kết thúc muộn nhất vào ngày thứ 9. Trong khi thằng D này chúng ta tính toán được là gì? Nó khởi đầu, tức là khởi công á, nó bắt đầu muộn nhất vào ngày thứ 6. Thế thì có phải là rõ ràng cái mối quan hệ này nó bị xung đột đâu? Thằng B nó chỉ kết thúc vào ngày thứ 9, trong khi thằng D là nó bắt đầu vào ngày thứ 6. Mà mối quan hệ là gì? B phải xong thì D mới được bắt đầu. Ok chưa? Cho nên con số 9 là mình không thể chọn được, và mình phải chọn cái con số nhỏ hơn là con số 6. Ok chưa? Đó, thì từ đó mới có một cái gọi là giống như là cái quy luật ha, là khi mình đi xuôi á thì mình luôn luôn chọn cái phương án là lớn nhất, đúng không? Nhưng mà khi mình đi ngược á thì mình sẽ chọn cái phương án là nhỏ nhất. Ok chưa? Cái đó thì em biết rồi, nhưng mà em đang hỏi cái ý mà nó đang liên quan giữa C và D và Y như này. Bởi vì thằng nó giữa C và D nó có một cái liên kết là star to star. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà khi mà D á kết thúc bắt đầu muộn bằng 6 thì mình cho liên kết có star to star, thì C là kết thúc bắt đầu muộn có bằng 6 luôn, thì trừ cho 3 tổng có 3 là 19. Còn nếu như cái Y này thầy, cái Y á mà bắt đầu muộn lắm, ví dụ không phải 9 thì nó là một con số khác không phải số 9, thì do đây mà đây là một cái trường hợp mà kết hợp giữa Y và D và C á là nó đều là số 69 á. Ví dụ như Y mà kết thúc bắt đầu sớm bắt đầu muộn không phải là 9 thì là số khác sao tại? Rồi ok, ông muốn số nào ông nói đi, ông muốn số này là số mấy? Ví dụ số 8. Em vừa cho một ví dụ cái số đại nào đó đi. Đúng không? 8 thì thầy. Rồi, ok. Ok, chốt số 8 nha. Chốt số 8 nha. Dạ, được chưa? Rồi thế thì bây giờ mình cũng làm cái bài tương tự. Là nếu như mà thằng này kết thúc vào ngày thứ 8 á, à cái thằng này bắt đầu vào ngày thứ 8 á, thì khi mình chuyển xuống đây này, mình tính với Y nha. Nếu như mình tính với Y thì mình sẽ được là gì? Con số này là ngày thứ 8. Được chưa? Rồi 8 trừ 3 là 5. Đây là đáp án khi mà mình tính với cái mối quan hệ với thằng Y. Ok chưa? Rồi với mối quan hệ với thằng D á, thì nãy giờ mình cũng nói rồi, đây là cái mối quan hệ là star to star, được chưa? Thằng D này nó bắt đầu vào ngày thứ 6 thì thằng C này nó cũng nằm ở phía thứ 6 luôn, được chưa? Tại vì C bắt đầu là D được phép bắt đầu luôn mà. Ok, cho nên là từ đây mình chuyển sang là con số 6. Rồi 6 cộng 3 thì là 9. Thế thì bây giờ giữa hai phương án này mình chọn phương án nào? Khi mà đi ngược á thì như mình nói là mình phải chọn con số nhỏ. Tuy nhiên ở đây chẳng hạn như mình chọn con số là lớn đi, là con số 9 đi, thì lúc này cái mối quan hệ của thằng C và thằng Y nó bị xung đột, đúng không? Nó bị xung đột. Vì sao? Vì mối quan hệ giữa thằng C và thằng Y này ấy, là mối quan hệ kết thúc để bắt đầu, đúng chưa? Mà trong khi thằng C này ấy, nó kết thúc vào ngày thứ 9, mà thằng Y này mình tính toán ấy, thì nó bắt đầu vào ngày thứ 8, thì rõ ràng nó có xung đột, nó không thỏa, bắt buộc là phải chọn cái phương án là gì? Phương án là nhỏ là 5-8. Ok chưa? Dạ, ok thầy. Ok ha, thì nó chỉ có vậy chứ có gì đâu. Được chưa? Ok được hả? Rồi ok, thì sau đó là chúng ta sẽ tính cái ông mẹ gọi cho mình. Sau đó chúng ta sẽ đi tính cái thời gian sau đó chúng ta sẽ đi tính cái thời gian chỉnh sửa toàn phần nha. Đó là gì? Đây là 0 này, 22 trừ 22 được 0. Thằng này thì là 0. Dạ thầy ơi. Sao? Dạ cho hỏi cái quan hệ của C với D là như ở trong bài này là nó cùng bắt đầu, còn nếu như mà nó hai thằng nó cùng kết thúc thì mình add số như nào thầy?
Ủa lúc nãy đã có cái ví dụ là mối quan hệ kết thúc và kết thúc rồi còn gì nữa, đúng không? Thế bây giờ tự nhiên lại bảo đổi, nếu như mà đổi mối quan hệ là những con số tính toán lại gần như là hoàn toàn khác. Khổ. Hiểu không? Cái ví dụ trước á, là có cái mối quan hệ là finish to finish á, anh xem lại nó đi nha. Chứ bây giờ cái bài nó như vậy rồi mình đổi nó nhiều quá thì nó sẽ làm thay đổi hết luôn á. Ok ha. Thôi ok, xong hôm nay á, hai cái bài này mấy ông về đọc đi. Rồi sau đó mấy ông đọc mà mấy ông thấy gì thắc mắc á, thì bữa sau mình sẽ coi như là dành mấy phút đầu á review, đúng không? Trả lời câu hỏi trước khi mà chốt vấn đề nha. Rồi bây giờ mình sẽ tính toán cái thời gian thì được phần này 16 trừ 5 là 1. Ok không? Rồi là 6 đây 11 trừ 7 là 4, được không? Rồi 6 trừ 2 cũng là 4 luôn. Rồi thằng này là 0. Thằng này là 22 trừ 19 là 3. Thằng này là 3. Thằng này là 0. Thằng này là 4. Rồi thằng này là 0. Thế thì mình kết luận là gì? À, đường găng là B, D, F, rồi K. Đó là đường găng. Ok chưa? Đó, đường găng đi qua các công tắc găng. À, còn mình cũng nhận xét là gì? À, những cái công tắc này á, thì nó sẽ có cái thời gian dự trữ toàn phần lần lượt là 4, rồi là 1. Rồi ok, anh em thấy được không? Được thầy. Okay, thôi bây giờ thời gian này còn quá ít cho nên là thôi thì hôm nay nghỉ sớm ha. Anh em coi như là xem lại những cái ví dụ này, rồi nếu như mà có gì thắc mắc á thì bữa sau ha, mình dành khoảng cỡ mấy chục phút đầu gì đấy để mà giải quyết trước khi mà đi vô cái phần chốt hạ nhá, được không? Đó. Dạ được thầy. Ok nha, để mình đi nói chuyện thầy, với con gái nhé. Thầy cho em hỏi thì à, hỏi gì? À, trên cái lịch á, là trên cái lịch của trang code á, à, thì ngày hôm nay là bữa cuối rồi, nhưng mà trên cái lịch trường mình học còn thêm một buổi nữa thì thầy trước khi vô buổi thầy cho cái limit để học, chứ trên đó là học không có rồi đấy. Có anh em yên tâm nha, anh em yên tâm là cứ trước khi mà cái ngày mà mình vào á, thì mình sẽ có cái học nha, yên tâm đừng lo. Dạ. Thầy cứ tạo cái đường link cho anh em vào thầy. Rồi ok chắc chắn nha. Dạ cảm ơn thầy. Rồi bye. Rồi, bye thầy. Dạ chào thầy. Thầy ơi, cho xin cái file bài tập lúc nãy thầy làm á. Dạ em chào thầy, dạ em chào thầy. Được không thầy? File bài tập lúc nãy hả? Vâng. Cái chụp hình, tại vì mấy cái bài đó là mình làm xong thì không biết là mình đã hoàn thiện chưa, thầy đợi mình hoàn thiện rồi mình gửi cho nha. Thế mình làm xong rồi không biết là mình có xóa hay là lưu gì không á nha. Dạ. Rồi ok ha, bye bye.